là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayama chapa madathana vệ ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani pancasika badani sakukang katuang pamadena nicakalang samarakhita pang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra mà giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê và chúng con xin vâng. Silena sukatin yanti, silena pho khasam bạc đàn, silena niputin yanti tasmai, silang vị sôn thạ dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơn. Xa thu lành thay uất tâm ăn ghê na quan đề hăng ba đà phẳng sum và ruột tâm ăn bồ thầy giờ khá lý tổ đô sơ bồ thâu kha mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cha được vị thăng và răng thầm mê giờ kha li tâu đổ sâu thầm mô kha mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thoát tâm ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô kha ma tu tăng mà mang làm thành kính cụ làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thạnh tăng. Các tội lỗi mà có tên tăng bảo cúi xin tăng bảo sao tội lỗi ấy cho con. Yani thapu ta ni samaya ta ni pumani wa ya ni wa an ta li ke ta tha ya tang de wa mano thapu chi tang bu tang nam ma sa ma su wat thì hồ tu phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc cư không trú xứ đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ Phật đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong được sống an lành. Yani thấp phù ta ni samma ta ni phù ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta ta ga tăng đê và mình đồ sập phù chỉ tăng thầm bằng nam ma sa ma su vật thị hồ tu phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã quan tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ pháp đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong được sống an lành. Yani thấp phụ ta ni samma ta ni phu ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ya tăng đê và mình đồ sa phu chỉ tăng sẵn sàng nam ma sa ma su vật thì ô tu phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã văn tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ tăng đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong được sống an lành. Xa
thục xã ai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn. Hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học gây định tuệ, nguyện đoạt tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sống viên thành. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahekika bệnh nhân nô anumodan thì chỉ rằng được hành từ xa xa năng. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahekika bệnh nhân nô anumodan thì chỉ rằng được hành từ nô garu. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahekika bệnh nhân nô anumodan thì chỉ rằng được hành từ nha ta vô. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahekika bệnh nhân nô anumodan thì chỉ rằng đặc hành tu ba ni nô. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahekika bệnh nhân nô anumodan thì chỉ rằng đặc hành tu nô sa đa. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chúng con bị quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con kính dâng đến với tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Gia, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sankha Gia. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Tàm Quý, mến chào Xích Kim Nhung, mến chào Xích Thiện Vũ, kính chào Lucky, kính chào Vinh Quang, kính chào Quỳnh Giang Nhất Hà, kính chào Vi Vinh, mến chào Thi Lâm, mến chào Xích Niệm Từ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Đông Đức và Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ sinh hoạt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Dạ, sa thủ lành thai con kính dâng mít đến ngài. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sằng Tha Gia. Trước tiên kính lễ chư tôn thiên đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thiền nam tín nữ hiện hữu kiến thức. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Nam mô tát sa pa ca wa tô a ra ha tô sa ma sa mu đa ha sa. Nam mô tát sa pa ca wa tô a ra ha tô sa ma sa mu đa ha sa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chân viên tri đấng cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành định giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viên tri đấng cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viên tri đấng cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Tăng Araha di cô nực sang yu tăng bù tăng sư lợi sa nam ma mi tăng cha bù tăng y mê hi sa ca rê hi a phi phu cha gia mi hồng danh phật nhiệm màu ứng cúng chánh viên tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu bậc thượng phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành phật đà toàn giác Thế Tôn trong đời. Tăng Xoa Kha Ta Di Có Nực Sang Yu Tăng Thông Măng Sĩ Lợi Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Thông Măng Y Mê Hi Sa Ca Rê Hi A Phi Phùng Chế Nhà Mị Pháp Vi Diệu Chế Lành Kéo Dạy Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt Thời Gian Chứng Vô Biên Sắc Na Đệ Ngộ Hoắc Nhân Liễu Tường Đạo Vô Thượng Đến Rồi Thấy Rõ Hướng Thượng Tâm Thoát Ngõ Vọng Trần trí nhân từ ngộ giả chân diệu thường tình lạc pháp ân nhiệm màu tăng sanh kha ta di con nực sanh vô tăng sanh khăn sĩ lợi sa nam ma mi tăng cha sanh khắc nghi mê hi sa ca rê hi a phi phu chế gia mi bậc diệu hành thinh văn thích tử bậc trực hành pháp lữ thiền gia bậc như lý hành tăng già bậc chân chánh hạnh giữ tòa thế tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian Ratanatayasavanda mi do nhờ oai đức của chư phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng ngưỡng mong ân đức của tam bảo đến quý vị được an vui suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy nha. Hôm nay Quỳnh Pháp Hữu có đến với đạo tràng hay không? Xin nhật Quỳnh. Chúng ta có được nửa tiếng đồng hồ sinh hoạt. Vậy thì trong nửa tiếng đồng hồ này thì thời gian rất là ngắn. Với thời gian ngắn như vậy thì quý vị có thể đưa ra một đề tài để rồi chúng ta thảo luận. Nếu mà không có Huynh Pháp Hữu thì chúng ta sẽ có một cái chương trình khác. Tức là ngày thứ hai là ngày sinh hoạt tùy duyên. Trong vấn đề tùy duyên này, quý vị có thể đưa ra một đề tài nào đó. Khi một hội chúng, một số đông người quy tụ gần nhau, hồi hộp với nhau thì cái điều quan trọng chúng ta không giữ im lặng của Bậc Thánh được mà chúng ta phải thảo luận về Phật Pháp. Có hai vấn đề như vậy. Một là nói chuyện, nhưng mà nói chuyện phải là có chủ đề để chúng ta cảm thấy rằng cái sự thay đổi, sự vô thường luôn luôn hiện diện, rồi sự khổ đau phiền não luôn luôn có mặt và nắm bắt được nó, chúng ta chẳng có cái gì hết buồn ngã. Vậy thì hội họp với nhau thì chúng ta phải có một cái đề tài cô động, chứ không thể chúng ta nói tùm lum tà la ha. Thì như vậy trong vòng nửa tiếng này quý vị có đề tài nào đưa ra để cùng thảo luận? Quý vị cứ tự nhiên. Thời gian nó dài hơn thì cách sinh hoạt nó khác. Còn thời gian có nửa tiếng đồng hồ mà bây giờ cũng đã hết 8 phút rồi ha. Hết 8 phút rồi.
Thì quý vị thưa có thì đưa tay chứ, khi nào đưa tay lên rồi mới nói là có, chứ còn có ở đây có trên cái màn hình thôi chứ không thấy bằng tay. Sư thật Nhật Quỳnh nó có gì? Có cái chữ không chứ đâu có thấy bằng tay đâu. Alo, quý vị có thấy bàn tay Sít Nhật Quỳnh không ạ? Hỏi có Quỳnh Pháp Hữu hay không? Bởi vì thường thường chúng ta sinh hoạt thì nửa tiếng đầu sinh hoạt tùy duyên. Có một lúc chúng tôi muốn mời Quỳnh Pháp Hữu để dành trọn thời gian trong cái ngày thứ hai, tức là từ đầu đến cuối giống như Quỳnh Kinh. Sau khi xin giới xong thì thầu hết luôn, tức là từ A tới Z nguyên một ngày, nhưng mà Huynh Pháp Hữu không đồng ý. Cho nên chúng ta còn dư thời gian có nửa tiếng à. Vậy thì nửa tiếng này quý vị thấy rằng chúng ta sinh hoạt như thế nào? Đưa ra một chương trình thì nó ngắn quá, mà bây giờ coi như phải sinh hoạt mà một bài kinh nào đó thì cũng không đủ thời gian. Thì bây giờ quý vị thấy thời gian này chúng ta làm gì? Thôi ngồi chơi xe nước phải không? Hay là quý vị dùng thời gian này ngủ dở hành thiền đi. Chúng ta hành thiền trong thời gian này ha, còn lại có 20 phút à. Còn dạ, lại cái 20 phút à quý vị. Rồi không ngủ thì cười, rồi bây giờ nghe hết cười, hết ngủ hết cười, rồi bây giờ nói, rồi mời Sư Nhật Quỳnh nói. Dạ, nó một tha giá con đỡ mít cho ngài chút xíu thôi, con thấy ngài mời hoài, ngài cầm mít hoài nên con đỡ mít thôi. Dạ cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, thiệt là khổ luôn. Dạ rất là khổ, không biết quý vị có thấy cái khổ này không. Nhật Quỳnh thấy rất là khổ, giao cho Quỳnh Pháp Hữu hết nửa tiếng đầu thì Quỳnh Pháp Hữu cũng không chịu, mà sinh hoạt ít hơn cũng không chịu, để cho đạo tràng ở chính giữa này một cái chính giữa rất là kẹt. Nếu mà con mà đề nghị ngài dạy một bài kinh, ví dụ dạy cứ tuần này một bài kinh, tuần sau một bài kinh nào đó để cho Phật tử trong room đọc cho nó nhuần nhuyễn thì cũng không có thời gian. Mình chào Diệu Minh cũng không thể có thời gian để mà dạy, tại vì quay qua quay lại là hết hết 10 phút rồi. Dạ hết 10 phút rồi thì còn 20 phút làm gì, chỉ cần một người nhiều chuyện một cái là xong rồi. Dạ thì làm sao mà dạy học được đây, rồi mà sinh hoạt đó, mà cầm mic đó, mà nói càng nói xiên thì lại khổ thêm nữa, nên là con thực sự là con thấy rất là khổ. Những cái vị mà học trò của Huynh Pháp Hữu đâu thấy cái khổ của sư đâu, con thấy học những vị học trò này không thấy cái khổ của sư, mà chỉ thấy cái khổ của Huynh Pháp Hữu thôi, mà không thấy khổ của một vị sư già là thức khuya dậy sớm, dậy rồi ngồi không làm cái gì, dạy học cũng không dạy được, mà sinh hoạt cái điều gì đây, rồi kêu Phật tử kêu lên kêu xuống kêu hoài nó khổ, rất là khổ luôn. Thật sự mà nói thì không có cái room nào như cái room Phật giáo Nam Truyền này hết. Những cái room lớp học của Thả Thâm Má hoặc cái room của Pháp Cú Kim Chuyên Rề là những vị sư, những vị trong ban điều hành bàn bạc với nhau để có một cái thời gian dạy thuận tiện cho quý ngài. Chỉ có cái room Phật giáo Nam Truyền này quá tự do nên rốt cuộc là ngài Trí Đức khổ thôi. Con thì không ăn thua gì rồi, ai biểu sao con làm vậy, nhưng mà đều có cái là biểu bậy là không có làm theo bà nghe. Dạ chứ hồi trước á, thì ai làm sao con làm vậy, mà ai làm bậy con làm theo,
làm theo nhiều nhiều năm rồi, nhưng mà bây giờ thì không, ai biểu sao làm vậy, nhưng mà ai biểu vậy không có làm theo. Dạ. Bởi vậy Kim Nhung thấy khổ không? Ví dụ bây giờ thôi thì Huynh Pháp Hữu dạy ngắn lại đi, để dành cho Rum 1 tiếng đồng hồ đi, để cho ngài soạn một cái một chương trình, một giáo án để dạy cho Phật tử. Ngài không chịu, thêm nửa tiếng cũng không được, mà bớt nửa tiếng cũng không được. Mà những vị Phật tử của những vị học trò của Huynh thì ủng hộ ý kiến Huynh, rất là ủng hộ. Nên Nhật Huynh thấy chỉ có Ngài Trí Đức là khổ nhất thôi. À, thí dụ như ngày hôm nay đi, là ngày tụng kinh của Tam Phương, nhưng mà Tam Phương nhắn qua điện thoại, Tam Phương bận rồi, Nhật Quỳnh ơi tụng kinh giùm, rồi ok tụng kinh giùm, chuyện nhỏ không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ ngài vô đây, giờ ngài ngồi ngài mời hoài, biết ai mà cho đề tài gì, phải mình được chủ động. Thí dụ như ngài có được 1 tiếng đồng hồ đi, ngài sẽ chủ động, bây giờ ngày hôm nay sinh hoạt tùy duyên, học cái gì thì quá ok. Còn có nửa tiếng mà quay qua quay lại, ngài lên chào đạo tràng hôm này kia nọ là hết 8 phút 10 phút rồi, không có làm được cái gì hết trơn. Nó rất là khổ. Dạ con nhiều chuyện rồi, dạ con kính nhân bích đến ngài à. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, vậy là ngài chắc mắc bận ở dưới chùa rồi. Dạ, Nhật Quỳnh thấy câu chát của Kim Nhung. À, thật vậy, Nhật Quỳnh cũng cũng thấy là thay thay bây giờ là Huynh Pháp Hữu dạy dạy sớm nửa tiếng đi, rồi nghỉ sớm, càng tốt. Nha, vậy là càng tốt, nhưng mà cũng không chịu. Phải nói là thấy là khổ cho ngài Trí Đức vô cùng luôn. Dạ, còn còn chỉ có thấy là khổ. Ngài không biết làm điều gì. Đó, bây giờ đã đã 15 phút rồi. Dạ, giờ làm gì đây? Thôi tung lên đi. Lên nha. Cho Kim Kim Nhung lên hát hoài đi, chắc ngày bận rồi. Cảm ơn Dung Minh. Lên hát một bài đi, chứ còn Nhật Quỳnh cầm mic hoài á, Nhật Quỳnh bị chai lắm nha. Nhật Quỳnh cầm mic hoài, Nhật Quỳnh bị chai lắm, nói thiệt sự với Kim Nhung nha. Nhật Quỳnh thiệt sự với Kim Nhung nha, Nhật Quỳnh mà cầm mic hoài á, Nhật Quỳnh mắc cỡ lắm á, Nhật Quỳnh nói thiệt luôn á, không phải nói đâu. Có một thời gian á, Kim Nhung biết không, mình với Thanh Á này đi về mùa dân y về Việt Nam mà nghỉ cả tháng trời, rồi không ai tụng kinh. Nhật Quỳnh tụng kinh bên đó xong chạy qua bên đây tụng kinh, chạy qua bên đó tụng kinh, mà cứ một ngày làm cầm không biết bao nhiêu lần. Nên Nhật Quỳnh mà cầm mic lên là Nhật Quỳnh mắc cỡ, rất là mắc cỡ luôn vậy đó. Trời ơi, cái mặt gì mà nó chai, gì mà nó chai thiệt. Nhà Trí Đức đặt cho Nhật Quỳnh tại gia luôn đó Kim Nhung. Thôi giờ nhà mời Kim Nhung nha, Kim Nhung cầm mic đi, nhà mời Kim Nhung. Dạ alo, dạ em cũng cũng lên cũng cầm mic đỡ cho chị, em biết nói gì ạ? Hát thì em chưa bao giờ, em không hát ạ, em không không biết hát. Từ hồi mà đi qua Phật giáo Nam Tông đến giờ em cũng không có tham gia đi cà phê, đi karaoke, cũng không xem tivi, cũng không xem phim, cũng không có gì hết, nên những thứ như vậy em không biết. Còn bây giờ đúng là rất là khó cho ngài, em cũng thương ngài lắm, nhưng mà giờ cái đó là cái khổ mà mình bị phụ thuộc, giờ biết làm sao bây giờ. Còn nếu mà sợ nhiều thời gian thì mình sinh hoạt một cái chủ đề nào đó, bây giờ em cũng rất là thích nghe sư nói về cái chủ đề vô ngã. Bữa trước thì sư nói về vừa rồi, bây giờ em cũng muốn nghe về vô ngã nữa, nhưng mà còn khoảng 10 phút nữa thôi thì cũng chả làm được cái gì. Dạ, em cũng không biết nói gì hơn thưa chị. Chị Nhật Huỳnh là MC đáng yêu nhất đấy ạ. À, chị đừng có nói là chị mắc cỡ, chị chai mặt không có đâu. Với tụi em, chị là tấm gương để tụi em đi theo. Dạ. Thực sự em cũng không biết thỉnh ngài như thế nào ạ.
Tại vì ngài không đưa bàn tay lên thì em cũng không biết ngài, em cũng không biết thỉnh ngài sao. Dạ, con thỉnh ngài lên room ạ. Thưa sư. Ôi, em đi xuống mic đây, em không biết nói gì, em sợ nói một hồi mình vô ý mình lại phạm một cái lỗi gì nữa, thành ra em xin xuống mic nghe chị. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Kim Nhung. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta. Dạ, nhục mình biết, mình đọc kinh là mình có phước. Nhưng mà chị Mát Ta biết không? Dạ, đúng rồi đó Huynh. Rất là kẹt cho Ngài mà ở Nhục Quỳnh muốn Ngài dạy lại lắm. Sự Nhục Quỳnh đúng lâu rồi. Nhưng mà mình chưa chắc hẳn mình đã đúng đâu Huynh. Thật sự đó nè quần chưa chắc được, tại vì ví dụ như có những bài kinh ha, tụng đã đời rồi cả năm trời trong cái ngày đấy đâu lên lên tụng lại coi, đọc lại coi, bữa sinh hoạt tùy duyên, nếu lên đọc lại đọc gai thật lắc luôn à. Nên nhiều mình nói thật là nhiều mình rất muốn, nếu mà phải chi mà Vinh Pháp Hữu và những người học trò của Vinh Pháp Hữu hiểu được cái nỗi khổ này thì một là chẳng thà sinh hoạt sớm nửa tiếng rồi nghỉ sớm nửa tiếng, Nhật Quỳnh sẵn sàng rất là vui lòng luôn, nhà ngài cũng vui lòng luôn. Rồi còn còn khóc thì sinh hoạt trễ nửa tiếng thì cho cái đạo tràng Phật giáo Nam truyền 1 tiếng đầu được học kinh, ăn này cái nào cũng hết mà cứ nhất quyết là phải như vậy, mà những người học trò của Vinh Pháp Hữu lại đồng ý như vậy, không hiểu cái nỗi khổ đầu giờ này làm gì đây. Dạ, cứ lấn qua lấn quấn, là ngài cũng lấn qua lấn quấn, mỗi lần hãy cứ hãy mà vào đầu tràng Nhật Quỳnh với em và dạ, bạch ngài hôm nay mình học cái gì, thì ngài nói bữa nay mình học cái này mình học cái kia, còn bây giờ nói gì rồi. Thì thật sự có một lần Nhật Quỳnh với em hỏi ngài hôm nay mình học gì, ngài không trả lời trả dốt nữa. Tới hồi hồi lên lên trên đạo tràng ngài cầm bút lên trước ngài nói học cái gì, có nhiêu đây học cái gì, rồi thôi vậy là từ đó tới sau mình không hỏi ngài nữa, nhà không có hỏi ngài hôm nay học gì nữa hết. Nhưng mà thôi bạch ngài còn có mấy phút nữa à, con cầu xin ngài con cầu xin ngài hoan hỷ, ngài cầm bút ngài giảng giải một chút xíu về về mà vô ngã đi ngài, để như lời chung ao ước con cung thỉnh ngài, ngài trở lại mái chưa bạch ngài, ngài cho con xin một tín hiệu để con dâng mic đánh ngài à, không ai con quăng mic cho bể luôn đó bạch ngài, ngài để con cầm mic hoài con mỏi tay quá là con quăng luôn, alo alo dạ con quăng mic luôn. Dạ con kính dâng mic đến ngài ạ. Mà bích tha giá dạ hâm vậy mà ngài cũng không có sợ quý vị dạ đúng rồi dạ chị nói chị Nhật Quỳnh đâu dám đâu, chị làm bộ hâm để coi ngài có xuất hiện thôi mà. Dạ thôi bây giờ theo lời yêu cầu của Kim Nhung nè, dạ nhờ mời huynh Giang Nhất Hà chạy lên đi cầm mic giùm Nhật Quỳnh chút đi, cầm cầm mic giùm Nhật Quỳnh chút đi, chắc ngài bận việc ở dưới đất ơi chứ không ấy là ngài cũng trở lại đạo tràng rồi. Dạ. À, kính mời quý vị dạ ngoài ngoài huynh ra Kim Nhung ra rồi vị nào có thể thôi mời Thiện Vũ đi, Thiện Vũ ơi cứu giùm Nhật Quỳnh chút đi Thiện Vũ, dạ còn mấy phút nữa còn 7 phút rồi. Dạ mời Thiện Vũ đi, Vũ lên có thể thầy nói một điều gì đó cứu hộ Nhật Quỳnh đi, giờ một chút có huynh vào thì Nhật Quỳnh sẽ thỉnh dạ.
Dân Vũ ơi, biết nói gì hả? Trời ơi, không ai biết nói gì hả? Dạ, giờ biết làm sao vậy? Chị Metta, theo ý chị ý, vậy làm sao không? Chị Metta lên tụng bài kinh kinh Từ Bi đi chị Metta. Chị Metta ơi, cứu Nhật Quỳnh đi chị Metta, lên tụng bài kinh Từ Bi đi. Rồi, mời chị Metta nhận xà thú. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, bây giờ còn mấy phút nữa mà kêu mấy ta động tụng bài Kinh Từ Bi. Dạ, tụng bài Kinh Từ Bi. Dạ thôi thì mẹ ta cũng cũng cố gắng mà không biết thời gian có đủ hay không. Đủ hay không đủ gì mẹ ta cũng đọc nha. Dạ. Kinh Từ Bi. Ca ra ni do tha xa lệ na văn tăng 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 ba đằng. A phi sa mai ca sa khổ chu chế su chu chế su quá chu. Chát sa mu đô anati ma ni. Sang tu sa cô cha su phá rồ cha ba kích vô cha san la hô ca quýt ti sang tình ri vô cha ni ba cô cha ba gá phô cú lê su ananu gích thô a cha khuất đằng sa ma cha rệ kinh chi về na huynh nhô ba rệ u ba qua đầy dùng su khi nô qua khề mi nô hòn tu sắp bê sạch tà phá hoành tu su khi tắp tà về kề chi bà na phù tạch ti ta sa hoa tha hoa ra hoa na hoa xê xa đi kha hoa về ma anh ta hoa mạch chi ma ra sa ca anu ca thù là địch tha hoa về hoa địch tha về cha đù rê hoa sanh ti a quý đù rê phụ ta qua sâm phá quê si qua sắp bề sạch ta phá hoành tu su khi tắc ta na ba rồ ba rằng ni khúc bề na nhà ti mình nhề tha cách tha chi năng kinh chỉ già rồ sa na ba ti kha sanh nhà nành nhà mình nhạc sa đúc ca mít chày gia ma ta gia ta ni văn bụt tăng Ayu sa e ca bút ta ma nô rắc kê e vam bi sắp ba phù su ma na sang pha qua dễ a ba ri ma năng mét tình cha sắp ba lô cách mình ma na sang pha qua dễ a ba ri ma năng út thằng a thô cha ti ri dành cha a sanh ba thằng a quê rằng a sa bát tăng tịch thành cha rằng ni sinh nô hoa sa già nô hoa già quá tát sa quý gà ta mít thô ê tăng sa tình a thích thầy giáp brahma má mê tăng quý hà rằng ý tha ma hô địch thình cha anu ba gầm ma si la hoa đát sa nề na sâm bàn nô ca mê su quý này giá gầy thăng Nahi cha tu gấp pha xây dân bu na rê tì tì người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng chất phát ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn sống dễ dàng trí túc thanh đạm không rộn ràng lục căn luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh chuyên cần không quyến niệm không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiện chê nguyện thái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc
Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bận điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc quỳ nuôi quán tưởng như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cả thế gian khổ hại trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi quan trại, không giận hờn quán thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh. Giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, giới hạnh được tụ thành, chánh tri đều viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Dạ, Metta đã đọc xong mà thấy là cũng đã tới giờ rồi. Vậy xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh nha. Dạ, Metta kính cảm ơn tất cả quý vị đã nghe Metta đọc bài kinh Từ Bi. Dạ, bây giờ Metta nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú. Kính cảm ơn chị Metta rất là nhiều đã cho đạo tràng nghe bài kinh Từ Bi. Dạ, kính chào binh pháp hữu dự vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh biết kịp mà. Dạ, biết kịp rồi, bây giờ ngài mới chịu xuất hiện. Bó tay luôn. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi được binh pháp hữu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc dạ ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh giữ pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, tám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tội mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú Nhật Quỳnh đã thấy tín hiệu của huynh pháp hữu rồi. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh pháp hữu đăng đàn để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và Nhật Quỳnh kính mời huynh. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Không biết là quý vị có nghe rõ. Dạ, cảm ơn chị. Con kính lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý anh chị. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi chia sẻ làm luận Phật pháp, chúng tôi xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavang tang abhivademi. Svakato bhagavata dhammo Thamang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho Sangkaang namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng.
Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí, tận cùng thế gian. Bác thánh đạo, con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý, nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng, tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang thammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào đề tài của buổi đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chị Nhật Quỳnh cũng như trong room có đưa ra cái bản thông báo đó, chạy cái banner thỉnh thoảng, thì nếu các anh chị thấy được thì vào trong đó có cái dàn bài, có ghi dàn bài cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và một vài cái biểu đồ để dễ theo dõi. Các anh chị nào vào được thì xin cho số 1, hoặc là thỉnh thoảng khi mà chúng tôi chia sẻ như vậy, nếu mà đường truyền tốt thì cũng xin cho cái bông hồng hoặc là số 1 để chúng tôi biết. Kính thưa quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chia sẻ cuốn sách của Ngài Tỳ Khưu Analayo, Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết, lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc nghe chương 12, chương trình hành thiền chữa bệnh. Trong cuốn sách này thì Ngài Analayo chia ra làm 24 chương, và có 24 chương tất cả và chia làm hai phần rõ ràng. 12 chương đầu, tức là từ số chương thứ nhất cho tới chương 12 nói về bệnh, và chương 13 cho đến chương 24 nói về cái chết. Chương 12 của ngày hôm nay xem như là cái chương cuối cùng của phần bệnh, làm sao mà chúng ta có thể đối diện trực diện với lại cái bệnh. Sang tuần tới sẽ vào chương 13 trở đi thì nói về cái chết, những lời Phật dạy khuyên, hoặc là có những vị đại đệ tử thời Đức Phật có những cái chia sẻ như thế nào được ghi lại liên quan đến cái chết. Và chúng ta thấy sinh lão bệnh tử, bốn cái hiện tượng có thật ở trên đời sống. Tối hôm qua chúng tôi có nghe giảng, có nghe một vị thiền sư, Ngài Tamika, người Úc, giảng về hành thiền. Thì trong cái chương cuối cùng có 6 bài giảng, thì trong cái bài cuối cùng đó Ngài có nói về Yathabhuta Jnana Dasana, tức là tri kiến như thật, hay là như thật tri kiến. Đó là một trong 16 cái tuệ khi một cái người thiền sinh, khi hành thiền có thể đạt đến được. Tức là mình thấy và biết mọi sự việc như thật, knowing and seeing as they really are. Mình thấy như thật, thấy nó như là thấy sao, thấy như vậy. Chúng ta không có đem những cái cảm tính và cái thành kiến vào đó, do thấy một cách bình thản, tâm xả, chấp nhận cái sự thật, không có méo mó, không có bóp méo theo cái cảm tính của mình, của cái thành kiến của mình. Cái điều này khó, nói thì dễ, nhưng mà khi chúng ta trực diện với đời sống thì chúng ta thấy khó lắm. Nhiều khi chúng ta nghe cái gì đó, nghe đồn, hay là có cái
thành kiến về một cái vị nào đó, là cái mình khi mình nghe cái thông tin từ mình bóp méo sự thật, mình lèo lái cái thông tin đó hoặc là cái cảm nhận của đó theo cái ý nghĩ của mình. Và điều này xảy ra thường xuyên, nhất là trong cái thời gian gần đây có những cái bầu cử hoặc là những cái vận động bầu cử sôi nổi trên thế giới, những cái vị tranh cử với nhau, rồi mình thấy những bàn tán ra bàn tán vào, và những cái lời bàn tán đó, những cái lời bình luận đó mình thấy đa phần là dựa theo cảm tính, cái thành kiến, cái chủ quan. Mình người phải cố gắng làm sao mình đứng ngoài, bởi vì đôi khi những cái chuyện đó nó không có liên hệ thật trực tiếp tới mình, mà không hiểu tại sao mình thích dây dưa vào đó. Có lẽ cái tâm lý của con người là quay vào bên trong nó buồn chán khó khăn, ra bây giờ hướng ra ngoài, rồi bàn tán này kia sôi nổi hơn, cũng như mình thích đi xem thể thao, xem đá bóng, đá banh, bàn tán đủ thứ, trong khi cầu thủ họ đá rất là mệt, cả hai bên cố gắng, mình không có thương hại, không thấy rõ vấn đề mà mình lại thích bên này thắng bên kia thua, reo hò với nhau, rồi những người khán giả lại cuối cùng lại là chửi bới nhau, rồi đôi khi ấu đả với nhau này. Mình thấy rất là nực cười, rất là buồn cười, nhưng mà đó là cái sự thật của đời sống. Ngay cả ra cái chuyện đó mình thấy cái thái độ mà đi xem đá banh mà coi qua cái qua tivi qua màn hình thôi đó, mà có nhiều người giận đến nỗi mà lấy giày lên đập cái màn hình, ném cái màn hình đó, vì nếu mà mình bị thua, cá độ bị thua này kia, mà thật sự ra cái màn hình đâu có tội tình gì. Thì cũng giống như những cái chuyện khác ở trên đời cũng vậy, có những chuyện mình ở bên Úc mà nó chuyện xảy ra bên Pháp, bên Anh hay là bên Mỹ, là mình cũng bình luận trong đó, bình luận trong đó rồi chia làm hai phe, phe bên phe chống, rồi chat chít chat với nhau. Nhẹ thì những cái lời lẽ ở trên Facebook hay là trên những cái mạng xã hội, còn nặng hơn nữa là gặp nhau ngoài đời rồi lại gây lộn, rồi cái gây lộn, là có những cái hành động đáng tiếc. Là những cái chuyện thật sự ra là không phải chuyện xảy ra ở ngay cái chỗ mình sống, nó không có xảy ra ngay cái chỗ, cái khu vực của mình hay là cái thành phố của mình hay là trong cái quốc gia của mình sẽ sống, mà nó xảy ra chỗ khác. Mình thấy khi rồi mình ngồi bình tĩnh lại mình thấy nực cười lắm, dễ bị người khác, nhất là báo chí truyền thông thao thao túng mình. Mà thật sự là tại mình có cái thành kiến trước, cái định kiến trước, là rồi từ cái thành kiến, định kiến, cái cảm tính đó mình mới nghe người ta, mới dễ bị người ta tuyên truyền. Và cái điều này cũng áp dụng ngay cả trong tôn giáo, trong tâm linh cũng vậy. Mình cho nó mình làm như vậy, tôi theo cái truyền thống đó là đúng, những cái truyền thống khác là sai hết. Ra mỗi lần mà nghe cái gì đó là mình có xu hướng chạy theo cảm tính mình. Trở lại vấn đề ở đây, sinh lão bệnh tử cũng vậy, nó là cái sự thật ai cũng phải trải qua, không có tránh được. Ngay cả mình thấy tới cho tới giờ này qua 12 11 chương rồi, mình thấy ngay cả Đức Phật cũng bệnh, các vị đại đệ tử ngài đắc đạo, nó nhập được chồng thánh rồi cũng bệnh, không có tránh được, rồi chết, già rồi chết, không có tránh được. Nhưng mà mình không có muốn nói đó. Hoặc khi mình nói lên mình cảm thấy mình muốn bẻ cái sự thật đó theo cái ý của mình. Cũng như giống như gần đây chúng tôi bị bệnh, giờ già rồi, đâu có muốn già đâu. Nhưng mà là trốn tránh, ai nói mình già thì tự nhiên mình cảm thấy xấu sang trong lòng. Rồi qua cái thủ thuật của Photoshop, mình lựa những cái hình nào mà mình còn đẹp trai, còn khỏe mạnh, hoặc là mình sửa đổi chút đỉnh mờ mờ áo áo gì đó rồi đưa lên mạng làm cái hình chân dung, chứ còn cái hình thật sự nhăn nheo tóc bạc, không còn sợi tóc ở trên đầu hết, ốm o gầy mòn thì không dám đưa lên, giấu đi, sợ sợ người ta thấy, sợ người ta thấy sự thật. Đôi khi các anh chị không biết có cái ý tưởng gì hay không, chẳng hạn như là một cái người mình quen cái người nào đó mình thấy qua hình ảnh ở trên mạng thôi, rồi khi mà mình có một cái dịp nào đó chẳng hạn như chúng tôi đi Mỹ hoặc đi về Việt Nam mà gặp lại người đó,
gặp, phải là gặp lại mà là gặp mặt người đó, lần đầu tiên gặp mặt, gặp thật sự ở trên dưới, ở dưới đất, thay vì mà mình chỉ nhìn qua cái hệ thống mộng ảo ở trên mạng thôi, mình thấy sự thật nó khác nhau. Mặc dù mình không nói ra, mình chỉ, nhưng mà mình thấy trong lòng nó vui lắm. À, không có giống như mình tưởng, cái tưởng của mình nó nặng. À, một phần là do mình tưởng, một phần là do người kia cũng có ý định là muốn giấu giếm nữa. À, chỉ đưa ra những cái hình ảnh còn trẻ, còn hấp dẫn, còn đẹp, tươi tắn này. Nhưng mà gặp thật sự là một cái khác. Không biết anh Dũng có cái cảm tưởng như vậy hay không. Nghĩa là chỉ thoáng qua trong đầu nhưng mà mình thấy vui lắm, không có giống như mình tưởng. Hình ảnh không giống nữa. Mình hay khi mình phải ra, mình phải đối diện cái sự thật, thấy và biết nó như là sự thật. Và cái bệnh và cái già cũng vậy, đừng có trốn, phải chấp nhận, không phải là bi quan. Cái bệnh như chúng tôi bây giờ là bệnh đủ thứ bệnh, không không có bệnh này thì bệnh kia, mình thấy rõ ràng. Nó giống như cổ xe lớn tuổi rồi, bởi vậy mà người ta mới cho mình về hưu. Trên 60 là người ta bắt đầu cho về hưu rồi, bởi vì coi người ta coi như lấy cái trên trung bình là cái cơ thể con người hết xài rồi, yếu rồi. Như cái xe mà chạy trên 10 năm là bắt đầu trục trặc rồi, không có cái xe nào mà chạy hoài được. Ngay cả những loại xe đắt tiền, Lexus hay là Mercedes hay gì kia cũng cũng trên 10 năm là bắt đầu có trục trặc rồi. Mình thấy cái cơ thể của mình cũng có thể, có người nhìn ở bên ngoài có thể khỏe mạnh cho tới 80-90 tuổi cũng có, nhưng một vài cái trường hợp đặc biệt thôi. Ở đây là mình nói trung bình. Chúng tôi năm nay cũng gần 70 rồi, thấy rõ ràng như vậy. Cái cơ thể của mình, rồi mình nhìn lại những người mình quen biết trong một cùng một thời với mình, thời trai trẻ khi mà qua bên này, khi mà đi tị nạn qua bên Úc cái này ở, hoặc là những người bạn học cũ ở Việt Nam bây giờ, lần lượt là già đi lụng cũng, có người nằm bệnh viện, có người thì chết. Bây giờ chúng tôi đi được tin đi dự đám tang nhiều hơn đám cưới, bởi vì mấy đứa nhỏ mà con của mình hoặc là con của bạn mình bây giờ tụi nó cũng khoảng 30-40 tuổi hết rồi, thì tụi nó cũng có gia đình hết rồi, thành ra đi đám cưới, được mời đám cưới ít lắm. Mà thông tin về đám tang thì thường xuyên, hầu như tháng nào cũng có, tháng nào cũng có tin người này người kia chết. Hạn như gần đây trong vòng 2 tuần lễ gần qua là chúng tôi đi dự 2 cái đám tang, và đồng thời được cái tin của những người khác qua, có những người mình quen biết thân hoặc là quen biết sơ sơ nhưng mà mình còn trẻ, thì họ cũng lần lượt qua đời. Có cũng hơn 100 tuổi rồi chết, có người 60 tuổi, 70 tuổi rồi chết. Chết đơn giản, mình thấy đó là cái sự thật. Và bây giờ chúng tôi đang trong gia đình, trong họ hàng, người thân thì cũng có 2 người đang đếm ngày, không phải đếm tháng nữa mà đếm từng ngày, không biết là ra đi lúc nào, phải sửa soạn tâm lý. Thấy rõ ràng như vậy xảy ra trước mắt. Khi chúng tôi thấy cái cuốn sách này nó hay, mặc dầu ngài Analogio ngài viết tương đối khô khan, nhưng mà mình thấy nó đưa thẳng vào vấn đề, 2 cái vấn đề bệnh và chết, phải đối phó như thế nào, hoặc là mình khuyên giải những người bệnh, những người chết như thế nào, hoặc là mình sửa soạn cho cái ngay cả bản thân của mình. Và cái vấn đề nó là cái thực tế. Thực tế mình hay gọi cái từ bình dân nôm na là thực tế phũ phàng. Phũ phàng là bởi vì mình không chấp nhận, thấy nó bất ngờ. Mà thật sự ra nếu mình chấp nhận rồi thì mình thấy không có bất ngờ. Nó là như vậy. Bây giờ chúng tôi xin... Và cái chương 12 này thì ngài Analayo nói về bài kinh. Đó là cái bài kinh Girimananda. Và cái bài kinh đó được tìm thấy trong Tương Ưng Bộ của kinh điển Nikaya, kinh điển Pali, không có trong kinh điển A Hàm, nhưng mà lại được thấy ở trong kinh điển của Phật giáo Tây Tạng. Lý do là khoảng vào trong thế kỷ 14 thì có một đoàn truyền giáo, trong đó có một vị sư người Sri Lanka đi truyền giáo ngược lại, từ Sri Lanka đem đạo Phật truyền ngược lại vào Ấn Độ, là bởi vì lúc đó thì đạo Phật ở Ấn Độ suy tàn rồi. Thì truyền vào Ấn Độ rồi ngài vị sư đó mới đi lần lần lên trên miền Bắc,
vào Nepal rồi từ đó vào biên giới Tây Tạng và truyền khẩu thôi, chứ không có đem theo một cái tài liệu viết, truyền khẩu và nhớ trong đầu thôi. 13 bài kinh. Trong số 13 bài kinh đó có bài kinh Giramananda. Và vẫn có được ghi lại trong kho tàng của Phật giáo Tây Tạng. Và cũng được một số các vị sư, các vị tu sĩ Tây Tạng biết biết bài kinh này. Ra và ngài Analayo có lấy bài kinh đó để mà trích dẫn trong cái cuốn sách tập sách của ngài. Bởi vì cái ý của tập sách của ngài Analayo, một trong những cái ý chính của anh ngài Analayo khi mà trình bày cuốn sách này là muốn giới thiệu ngược lại cho độc giả Tây phương biết được một cái nguồn kinh điển nguyên thủy khác ngoài cái nguồn kinh điển Pali của Phật giáo Nam truyền ở Sri Lanka, thì còn có cái nguồn kinh điển tương đối cũng rất là nguyên thủy ở trong cái tạng A Hàm của Hán Tạng của Phật giáo Trung Quốc, và một phần nào đó, một số những cái bài kinh rời rạc được lưu lại trong cái kho tàng của Phật giáo Tây Tạng. Thì đó, thì đây là một cái thí dụ điển hình, tức là ngài trích cái bài kinh Giramananda từ trong cái Phật kho tàng Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà có một điều là khi mà có lẽ không biết đi truyền khẩu hoặc là ghi chép lại, thì một phần một số những cái bài, những đoạn ở trong cái bài kinh Giramananda này bây giờ không còn nhất quán rời rạc, không có nghĩa, có vẻ là nó không đọc, không có suông. Thành thử ra ngài mới so sánh với cái bản của Pali và ngài hiểu chính lại, bổ sung thêm để cho đọc cho nó thuận. Ra cái bài kinh Giramananda ngài đưa ra trong cái chương này, mặc dù là lấy từ trong Phật giáo, trong cái kho tàng của Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà cũng được bổ sung thêm một phần, phần cuối cùng về niệm hơi thở, từ trong cái bài kinh quán niệm hơi thở của kinh điển Pali. Đó là nói về nguồn gốc của bài kinh. Và ở đây trong cái chương 12 thì ngài chỉ giới thiệu sơ lược thôi cái bài kinh này, rồi ngài để dành nó cho tới cái chương cuối cùng, cái phần kết luận của cuốn sách. Sau 24 chương trình bày hai vấn đề bệnh và chết, thì cái phần cuối cùng đó là phần hướng dẫn hành thiền, thì ngài có những cái để trở lại cái bài kinh này để mà có những cái hướng dẫn thực tế hơn về làm sao chúng ta áp dụng vào trong cái công phu hành thiền mỗi ngày của mình. Thì chúng tôi đã lấy cái phần kết luận đó ra, soạn thành ra một tập sách riêng rẽ 10 pháp quán tưởng, và có in ấn tống, và trong hồi tháng 2 năm nay chúng tôi có về Việt Nam giới thiệu ở cả ba thành phố lớn, ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng miền Trung và ra Hà Nội ở miền Bắc. Mỗi nơi chúng tôi có 3 buổi nói chuyện để trình bày về cái tập sách này, đó là trích từ cái phần kết luận của cuốn sách của ngài Analayo. Thì trong tương lai chúng tôi sẽ trở lại cái phần đó. Ở đây thì chỉ là giới thiệu sơ lược thôi, để chúng ta, các anh chị nào chưa có quen, chưa có nghe thì biết được cái đại khái cái bài kinh này nói về cái gì. Còn anh chị nào đã từng nghe rồi, năm ngoái cách đây khoảng hơn 12 tháng thì chúng tôi có khoảng tháng 4 năm ngoái chúng tôi có trình bày chương này một lần, lần này chúng tôi trình bày một lần nữa. Bây giờ cũng còn nghe liên tục nha. Dạ, cảm ơn Wachampa. Chương trình hành thiền chữa bệnh, chương 12. Giới thiệu. Bài kinh trong chương này trình bày toàn bộ một chương trình gồm có các pháp hành thiền khác nhau mà Đức Phật đặt ra để hướng dẫn cho một vị tu sĩ tên là Giramananda đang lâm bệnh. Ngài anh Giramananda này không có được nói nhiều trong kinh điển, là cũng không có rõ lắm về những cái công phu của ngài, mà có lẽ ngài cũng là một vị trưởng lão. Bởi vì sau khi mà ngài nghe xong cái bài kinh này là ngài hoan hỷ, ngài hết bệnh, tức là ngài cũng có tu tập lâu rồi, chứ không phải là chỉ nghe một lần thôi. Không phải như mình, hạn như mình chỉ nghe vậy do mình bệnh lắm, giờ chư tăng đến tụng hay là trong người nhà có bạn đạo tới tụng nghe, thì nhiều khi mình không hiểu đó, mà mình hiểu thì cũng hiểu một cái là thôi, chứ cũng không có áp dụng gì được nếu mình không có tu tập. Thì ở đây có nghĩa là ngài có tu tập nhiều rồi, bây giờ thì nghe lại cái bài kinh này thì mới có hiệu quả. Ở đây Đức Phật không tự mình đến thăm người bệnh, mà thay vào đó
gửi ngài Ananda đến hướng dẫn cho ngài Girimananda. Vì ngài Girimananda hồi phục sức khỏe sau khi nghe ngài Ananda nói lại về các lời dạy của Đức Phật. Bài kinh có hàm ý rằng hiệu quả chữa bệnh của các lời dạy đó không đòi hỏi phải có sự hiện diện của Đức Phật. Thay vào đó, ngay cả một người chưa đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn như ngài Ananda khi còn là một thị giả của Đức Phật, vẫn có thể hướng dẫn thành công một bệnh nhân thông qua một chuỗi các pháp thiền như vậy. Thì cái ý của ngài ngài Nanarayo nói rằng khi một cái ngày nọ, khi Đức Phật, ngài Ananda đến báo cho Đức Phật biết là ngài tôn giả Giramananda bị bệnh nặng lắm, thỉnh cầu Đức Phật đi thăm, mà không hiểu gì lý do, vì lý do gì Đức Phật không đi. Đức Phật nói không, ông nghe tôi giảng nè, ông đây tức là nghe nói Đức Phật nói ngài Đức Phật ngài nói với ngài Ananda rằng khuyên ngài Ananda là lắng nghe ngài giảng, ngài giảng 10 điều. Sau đó rồi Đức Phật dạy nói rằng ông đi thăm đi, ông đến thăm Girimananda, rồi ông thuật lại, ông nói lại những cái lời ta giảng cho ông mới vừa giảng xong, cho ông Girimananda nghe. Rồi ngài Ananda cũng vâng lời Đức Phật, tự mình đến thăm ngài trưởng lão Girimananda đang lâm bệnh, cũng ở trong một thành phố thôi, cũng ở xá vệ thôi, nhưng mà ở một cái khu khác. Rồi ngài Ananda mới tụng lại, mới kể lại, mới thuật lại những gì Đức Phật giảng về 10 điều, 10 điều để quán niệm. Thì ngài Girimananda lúc đó đang bệnh, đang nằm trên giường bệnh, lắng tai nghe. Nghe xong thì ngài hoan hỷ xong ngài hết bệnh. À, mình thấy thành ra chứng tỏ rằng là ngài đã từng làm những cái chuyện đó rồi, nó biết quen thuộc với 10 cái 10 cái đề tài này, quán tưởng này rồi. Rồi bây giờ nghe Đức nghe ngài Ananda kể lại Đức lời Đức Phật giảng, cái ngài nghe ngài xúc động, cái tâm này hoan hỷ, ngài mở ra và ngài hết bệnh. Thành ra cũng do đó mà bài kinh này cũng được nhiều được phổ thông ở trong hàng chư tăng khi tụng tụng cho trong cái bài loạt kinh cầu an đó vậy. Với cái dựa theo cái sự tích như vậy thì mong rằng cái người nghe sẽ nghe xong hoan hỷ hết bệnh. Mình bây giờ mình là thường là một phàm nhân cư sĩ đó, thì mình phải nghe trước, phải hiểu trước là khi nào nghe chư tăng tụng thì mình mới hết bệnh được. Bây giờ chưa có nghe lần nào, mình nghe như vịt nghe sấm cũng không có ép phê. Thành thử ra không phải là những cái lời nói cao siêu huyền diệu hay là những câu chú nào, chú thuật nào hết trơn. Mặc dù nhiều khi chư tăng tụng bằng tiếng Pali thôi, mình nghe nhưng mà mình phải quen. Mình quen mình phải có áp dụng, phải suy tư. Bây giờ được nghe nhắc lại thì mới có kết quả. Chứ bây giờ mình chưa biết gì hết, mình không hiểu gì hết thì cũng nghe cũng, chúng tôi nghĩ rằng cũng không có kết quả gì lắm. Trường hợp của ngài Girimananda tương tự như việc trì tụng các yếu tố giác ngộ cho ngài Mahakassapa, ngài Đại Ca Diếp nghe. Như đã thảo luận trong chương 5, trên phương diện hai trường hợp trì tụng các bài kinh tương ứng như là một hình thức hướng dẫn hành thiền đã dẫn đến sự phục hồi sức khỏe. Cũng như ở trong chúng ta nói, hay nghe ngài Đại Ca Diếp bị bệnh, Đức Phật tới nói về thất giác chi, bảy chi phần đưa đến giác ngộ. Sau khi Đức Phật giảng xong là ngài Mahakassapa lắng nghe xong cái hoan hỷ, cái tâm hết bệnh. Thành ra cái bài thất giác chi bây giờ cũng được ghi vào, đưa vào trong cái chuỗi kinh Parita, kinh cầu an, để cho khi nào bị bệnh đau đớn này nọ, chư tăng tới tụng hay bạn bè tới tụng nghe, cái mình hoan hỷ cho mình cho bớt bệnh. Nhưng mà phải biết trước. Okay, là cũng như bài kinh được dịch trong chương 5, bản dịch của bài kinh trong chương này dựa trên bản gốc tiếng Tây Tạng được một vị tu sĩ Sri Lanka đem vào xứ sở đó. Thì ra cái bài kinh Thất Giác Chi cũng được dịch ra tiếng Tây Tạng và hiện nay cũng đang ở trong cái kho tàng của Phật giáo Tây Tạng. Thì ra tu sĩ Tây Tạng nào mà các kiểu có nghiên cứu thì cũng biết này. Có 13 bài, tất cả bài kinh phát nguồn từ Sri Lanka và hiện nay là được dịch sang tiếng Tây Tạng và ở trong cái kho tàng Phật giáo Tây Tạng.
Ngoài bản kinh Tây Tạng này còn có một bài kinh tương đương khác trong tăng chi bộ của Tạng Pali A-anh 10-60, tức là Anguttara Nikaya chương 10 Pháp và bài kinh số 60 với lại bài kinh Giramananda. Hai bài kinh cũng rất là giống nhau, chúng tôi có đưa ra ở trong cái link mà chị Nhật Quỳnh có đưa trong cái bản, trong cái banner thông báo, có cả hai bản dịch ra tiếng Việt, các chị có thể vào đó đọc. Bây giờ trước khi đọc cái bài kinh thì chúng tôi đọc cái phần thảo luận trước, và các anh chị theo dõi ha. Trước trước nhất đó là chúng ta đi vào cái biểu đồ trước để có một cái ý niệm chung, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thì cái biểu đồ đầu tiên là chúng tôi đưa ra cái mục lục. Mục lục này gồm có 24 chương như chúng tôi nói, chia ra làm hai phần. Phần đầu chương 1 cho đến chương 12 là nói về cái chương trình chữa bệnh như thế nào, hoặc là chúng ta khuyên có cố vấn khuyên giải những người bệnh như thế nào. Và từ chương 13 đến chương 24 tức là nói về cái chết. Chết là điều tất nhiên. Không phải bệnh có thể khỏi, nhưng mà bệnh rồi cũng chết. Chết nhiều khi không thể nào thoát được. Khi đó mình đã hết cái tuổi thọ mình hết rồi là phải chết. Thành ra mình phải biết để mà mình sửa soạn ra đi một cách nhẹ nhàng, không có luyến tiếc. Xin lỗi thoại văn, chúng tôi không phải là thầy, chỉ gọi là anh hoặc là huynh hoặc là chú là được rồi. Chúng tôi không có phải là giảng sư, ở đây là mình chỉ chia sẻ với nhau thôi. Rồi cái phần cuối cùng là phần kết luận và các hướng dẫn hành thiền. Trong cái phần đó tức là có cái phần thêm chi tiết đó về cái 10 pháp quán tưởng mà chúng tôi có trích ra và dịch ra tiếng Việt, rồi in thành một tập sách nhỏ để chúng ta đọc đọc cái phần hướng dẫn thực hành. Thì chúng ta bữa nay thì chúng ta nói về cái chương 12, tức là chúng ta đánh dấu cái coi sao cái chương trình hành thiền chữa bệnh. Và chương 12 này có những cái chủ thuyết, những cái đề tài giáo thuyết. Và đề tài chính này là nói về bốn tưởng liên đạo. Vô thường mà tưởng là thường, vô ngã mà cho là có ngã, bất tịnh mà cho là tịnh, mà nguy hiểm thì mình cho là sung sướng. Ra phải nhìn cho rõ, nhìn cái sự thật cho rõ. Rồi bây giờ mời các anh chị đi qua cái biểu đồ tiếp. Để tóm tắt về cái 10 cái pháp quán tưởng đó là như thế nào. Thì vào được chứ ha, vào được cái biểu đồ. Thì cái biểu đồ này theo cái ngạch, theo cái ý sự sắp xếp của ngài Na La Vô á, thì trong đó có 10 10 pháp quán tưởng. Nhưng mà ngài chia làm bộ bốn, giống như một cái bản nhạc. Có lẽ là ngài Na La Vô ngày xưa khi mà trước khi ngài đi tu, ngài cũng là một nhạc sĩ hay là một người thích nhạc. Ra một số những cái bài giảng của ngài ngài hay quy chiếu về cái trình bày cái âm tiết của nhạc. Thì ngài chia ra là bốn, một là mà nó 10 nhưng mà chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm có bốn phần tử. Thì từ pháp quán tử thứ nhất cho tới thứ tư, tức là quán vô thường, quán vô ngã, quán bất tịnh và quán nguy hiểm, thì ngài sắp lại thành một một nhóm. Anh Dũng có vào được cái chỗ này chưa? Dạ vào được, là Kim Nhung vào được. Đó, thành ra một nhóm, nhóm thứ nhất có bốn phần tử: vô thường, vô ngã, bất tịnh và nguy hiểm. Nhóm thứ hai tức là về quán từ bỏ. Trong cái quán từ bỏ thôi thì nó đã có bốn cái phần tử trong đó rồi, thành ra không cần có nhập thêm cái khác vào, coi như nó đứng riêng rẽ nhóm thứ hai, nhưng mà cũng có bốn. Từ bỏ gì? Từ bỏ cái tâm sân, tâm tham muốn, dục tâm, tâm sân, tâm hại và tâm ác. Dục tâm, tâm sân, tâm hại, tâm và ác tâm. Ngài có bốn cái phần tử như vậy, coi là một cái nhóm bốn thứ hai. Cái nhóm bốn thứ ba là ly tham đoạn diệt, nhàm chán với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hành. Vào cái bốn cái nhóm kế tiếp, nhóm 6, 7, 8, 9. Rồi cuối cùng là niệm hơi thở. Trong niệm hơi thở có 16 bước. 16 bước này lại chia làm 4 nữa. Mỗi mỗi một cái nhóm như vậy có 4 bước. Có 16 bước, là 4 x 4 là 16. Đầu tiên là nói quán về thân,
quán thì thân hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn thân an tịnh thân. Thứ hai là nói quán về thọ, hỷ lạc tâm hành, hỷ lạc tâm hành và làm an tịnh. Thứ ba là quán về tâm, cái trạng thái của tâm, tâm hân hoan, tâm định tĩnh, tâm giải thoát. Và cuối cùng là quán về pháp, vô thường, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ. Thực ra mình thấy trong cái phần niệm hơi thở thôi thì cũng chia làm bốn nè. Mỗi bốn, mỗi một cái nhóm, như một cái giai đoạn nhỏ như vậy có bốn bước. Có tất cả là 16 bước nằm ở trong quán niệm hơi thở. Đó, để mình thấy sắp xếp như vậy thì thấy đó là cách nhìn của Ngài Anarayo rất là đặc biệt. Nhưng mà hay, không biết các chị có nắm được chỗ này, có cái biểu đồ chỗ này. Chúng tôi nhắc lại đây là có 10 pháp quán tưởng. Thì bốn pháp đầu vô thường, vô ngã, bất tịnh và nguy hiểm thành một nhóm. Thứ năm là quán từ bỏ hay tự nó là có bốn. Quán về dục tâm, sân tâm, hại tâm và ác tâm. Thứ ba nữa, nhóm thứ ba thì lại là kết hợp bốn, ly tham, đoạn diệt, nhàm chán với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hành. Thấy cho nó rõ như vậy, vô thường thành một nhóm. Rồi cuối cùng là quán về niệm hơi thở. Mà thật sự đó, trong niệm hơi thở có 16 bước, cũng chia làm nhóm 4. Thân, thọ, tâm, pháp. Rồi mình thấy nó có một cái sự sắp xếp rất là nhịp nhàng. Đó là cái nhận xét rất hay của Ngài Analayo mà chúng tôi không thấy có nhận xét ở những cái cuốn sách khác, những tập sách khác. Và một điều thứ hai nữa đó, không biết là các anh chị ở Mỹ hay ở Việt Nam có kinh nghiệm gì khác hay không. Nhưng mà riêng chúng tôi ở Úc á, thì hầu như không có nghe các sư giảng về giải thích, giảng về bài kinh Giramananda này. Mà chúng tôi tìm ở trong YouTube cũng như trên mạng không có bài giảng nào. Có một hai bài giảng thôi. Và sau này thì có bài của Ngài Gunaratna ở bên Mỹ giảng về cái bài kinh Giramananda. Chứ ngoài ra thì hầu như tiếng Việt cũng không có giảng. Thành thử ra nếu các anh chị nào có dịp gặp các sư, các vị giảng sư, pháp sư ở Việt Nam, cứ thử đề nghị các ngài giảng cho bằng tiếng Việt để Phật tử Việt Nam chúng ta có thể nghe và theo dõi về cái bài kinh này. Chúng tôi thấy rất hay và rất chi tiết. Nhiều khi mình thấy mình học đọc kinh hoặc là nghe giảng nó lông bông lắm, nó lan man, mình thấy không có ích lợi, không biết áp dụng như thế nào. Mình hiểu như vậy, mình hiểu về lý thuyết nhưng mà về thực hành không biết áp dụng như thế nào, mình quán tưởng như thế nào. Và kinh Giramananda này là một thứ bảy, có gì tổng hợp thấy rõ ràng về 10 pháp quán tưởng. Mà theo cái nhìn của chúng tôi thì quan trọng chỉ cần nắm vô đây thôi, không cần phải đi lang mang. Nếu ai mà muốn thực hành, muốn có một cái gọi là một cái bài kinh giống như một cái cẩm nang hay là một cái hướng dẫn tóm tắt lại cho mình nắm, thì người ta thường hay nói hay giảng bài kinh tứ niệm xứ, lập niệm, hoặc là bài kinh quán niệm hơi thở. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng cũng có thể mình nghiên cứu bài kinh này. Bài kinh này mặc dù chưa được phổ biến, bây giờ mình bắt đầu mình nghiên cứu bài kinh này cũng là một cách nhìn khác. Và mình xem lại thì mình thấy nó cũng nằm, những cái điểm này cũng đều nằm ở trong bài kinh lập niệm Satipatthana Sutta, hoặc là bài kinh quán niệm hơi thở Anapanasati Sutta. Nhưng đây là một cách giảng giảng khác để chúng ta giúp chúng ta ôn lại, hoặc là có một cái nhìn tương đối mới ha. Có khi cũng có thể thích hợp cho một số người nào đó, thay vì chỉ nghiên cứu bài kinh Satipatthana Sutta, bài kinh lập niệm, hoặc là Anapanasati Sutta, bài kinh quán hơi thở ra, hơi thở vào, thì đây cũng là một cái bài kinh. Mà cái bài kinh này chúng ta thấy cũng nói về quán niệm hơi thở, đồng thời cũng nói về những cái quán tâm nằm ở trong cái bốn pháp lập niệm. Cũng nói về vô thường, vô ngã, bất tịnh, nhưng mà sắp xếp cách khác thôi. Từ ra mình thấy tùy theo duyên, tùy theo hoàn cảnh mà Đức Phật giảng, nhưng mà cuối cùng nhìn lại là những điểm căn bản đều nằm ở đó, không có khác biệt. Mà đó là nhất quán và xuyên suốt, là một điểm rất hay của Phật giáo Nguyên Thủy, là ngay cái chỗ này. Phật giáo trong cái gọi là Phật giáo sơ kỳ, thấy được cái chỗ này, quen thuộc. Rồi chúng ta có tăng thêm cái lòng tin của mình. Mình có thể nghiên cứu cái bài kinh này hoặc bài kinh kia, nhưng mình nối lại mình thấy rằng đều nằm trong
đều có những cái điểm căn bản mà mình cần phải hiểu, cần phải hiểu xong rồi mình cũng rồi sau đó là mình có thể áp dụng được ở trong cái đời sống của mình. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Bốn điên đảo, cái chỗ này quan trọng. Và để đối trị hay là cái nhìn của chúng tôi cũng vậy, để chúng ta có một cái nhìn giống như cái sự mọi sự vật như nó đang là, hay là như thật, tri kiến, tức là mình phải nhìn cho nó rõ, nó rõ về cái gì, về cái bản chất vô thường vô ngã và khổ và bất tịnh, bất mỹ hoặc là bất mỹ, nó không có hấp dẫn. Mình vô thường, thường mà mình tưởng là vô thường, thành ra mình phải thấy rõ năm cái uẩn của mình thay đổi luôn luôn, sắc thọ tưởng hành thức, nó không có đứng yên một chỗ, không có một cái ngã gì trong đó, không có cái tôi thường tồn trong đó, nó thay đổi luôn luôn. Nhất là bây giờ mình bệnh là mình thấy rõ cái thân của mình, cái sắc thay đổi, rồi cái cảm thọ mình nó cũng thay đổi, rồi cái tưởng của mình, rồi nhiều khi cái thành kiến của mình, cái hiểu biết của mình nó thay đổi, mình có chấp dính vào trong đó. Và nếu mình rồi mình thấy rằng những cái gì mà mình biết ở trên cuộc đời này nó chỉ ra là do cái sự tiếp xúc giữa sáu cái căn với sáu trần thôi. Có sáu cái cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý túc tiếp xúc với lại sắc thanh hương vị xúc pháp, mà thấy rồi, thấy rõ rồi. Nó không có, mình không kiểm soát được nó. Mình muốn tránh thì cũng tránh được, nhưng mà không có kiểm soát được. Khi mà tiếp xúc rồi tự nhiên sanh cái thọ, nhưng mà cái mà mình có thể mình ngừng lại được từ cái thọ chuyển sang cái tưởng, thọ tưởng hành thức, mình có thọ lạc hay thọ khổ bất lạc, rồi bắt đầu mình suy tưởng, cái đó là mình phải dừng ở chỗ đó, mình dùng tránh, mình dùng cái niệm để mình ghi nhận cho kịp thời trước khi mình phản ứng. Rồi một cái điều nữa là nói về cái thân thể này, ngoài ra cái chuyện bệnh mới nhìn cho nó rõ, nhất là trong cái thời đại này, cái thời buôn bán tư bản, thời đại quảng cáo, thời đại người ta sống ở trong mộng ảo nhiều, trong mạng xã hội hình ảnh này kia, những cái gì xấu xa rồi này nó họ giấu đi, làm nó đẹp ra cho nó hấp dẫn để buôn bán hoặc để loài mắt thiên hạ. Phải nghĩ cho kỹ, mình thấy rõ được cái cơ thể mình 32 phần nó như thế nào, cốt lông móng răng da xịt thịt gân xương tủy thận, thấy nó rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy. Thật sự nó bất tịnh thì cũng đúng, nhưng mà chúng ta thích dùng cái chữ bất mỹ gì hết, là không có cái gì đẹp ở trong đó, không có gì hấp dẫn ở trong đó. Rồi là mình thấy cái thân của mình như vậy, cũng do cái quảng cáo hoặc là do đọc, thường thường người ta chỉ quảng cáo hoặc là nói về những cái người, những trường hợp đặc biệt, một người sống cho tới già cả trăm tuổi vẫn còn khỏe mạnh, vẫn nói lưu loát, vẫn còn. Nhưng mà thật sự đó là những cái trường hợp đặc biệt. Đó, thường thường chúng ta quên đi cái trường cũng không có được, không được lành, không có đầy đủ, là mình thành thử ra có ảnh hưởng lên đến cái cơ thể của mình. Thành ra thông thường là trên 60 là bắt đầu có vấn đề rồi. Chỉ có một số người có thể sống khỏe mạnh tới 70, nhưng mà trên 70 là bắt đầu mình thấy xuống, đi xuống, không có khỏe được. Nhiều khi do cái tâm của họ thì mình thấy họ bên ngoài cũng còn vui tươi lạc quan này nọ, nhưng mà nếu mình tới gần tiếp xúc rồi mình nhìn lại cái thân thể của mình thì mình thấy nó xuống dữ lắm. Ra cái bệnh tật lúc nào cũng nằm ở đó, nằm ở trong cái thân thể của mình chứ không phải là khỏe mạnh hoài. Mình phải chấp nhận như vậy, và cũng chấp nhận cái sự bệnh tật của những người thân, những người bạn bè xung quanh. Nhiều khi mình không chấp nhận, mình biết mà mình không chấp nhận. Chẳng hạn như chúng tôi gần đây là phải đi nuôi bệnh,
một người lớn tuổi ở trong đi mới hôm qua mới đi bệnh viện về, rồi mình thấy cái vị đó, cái người đó nằm ở trong bệnh viện mà lăn lộn này kia, mình thấy mình tự nhiên mình xúc động, xong cái mình cảm thấy bực, mình không chịu chấp nhận. À, một phần là mình thông cảm, rồi một phần là mình không muốn cái người đó bệnh, tại sao phải lên la hoài, những cái ý trong đầu mình nó xảy ra. À, xong đó mình chặn được, nhưng mà nó cũng có xảy ra, tức bởi vì mình là phàm nhân mà. À, mình biết nhưng mà mình không có chịu chấp nhận. Bây giờ làm sao mình phải chấp nhận cái chuyện đó, mình sanh lão bệnh tử, mình có nguy hại bệnh tật, nó khổ. À, nó khổ, sống là khổ, lúc nào cũng nhắc nhở cho mình như vậy để mình buông xả, mình không có chấp chạy theo, không có chạy theo thành kiến này kia rồi tranh luận này nọ. À, không. À, vì khi mình phải nói ra cho biết những chuyện ở trên đời mình sống là mình phải tiếp xúc với nhau chứ không phải làm thinh hoài. À, mình cũng phát biểu ý kiến. À, mình có ý kiến rồi thôi, cái điều cần đúng là đó. À, anh Dũng anh có hiểu như vậy, cái điều cần là mình đừng có dính mắc vào trong những cái ý kiến đó. À, mình nếu cần thì mình biểu ra. À, ý của tôi là như vậy, tôi nghĩ cái chuyện này là như thế này, chuyện kia là như thế kia, rồi thôi, đừng có chạy theo, đừng có chạy theo tranh cãi tranh luận nhiều. À, chứ không phải là không nói, mình vẫn có thể nói, lựa lời mà nói nữa, phải nói đúng lúc đúng dịp đúng người nghe, đúng lời nữa. Nói nhẹ nhàng, nói một cách lịch sự, chứ không có cái kiểu mà dùng sẵn, hay là mình nói nó dùng những cái từ ngữ nó không có hay, nghe không có êm tai. Mình vẫn có thể trình bày chia sẻ những ý tưởng của mình không có đồng ý với người khác, nhưng mà làm sao mà mình chia sẻ một cách nhẹ nhàng, lịch sự, mình thông cảm rồi thôi. À, nếu mà họ không đồng ý hay là họ có những cái ý kiến phản biện rồi thôi. À, mình cũng không cần phải giải thích, nhiều khi có thể giải thích thêm một lần nữa mà thấy họ vẫn chưa hiểu, hoặc là cái người nghe có những cái định kiến thành kiến riêng không thay đổi được thì mình thôi, coi như là cái chuyện mình đóng góp xong rồi, đừng có chạy theo cái đó, khó lắm. Mà nói thì dễ chứ làm khó, ngay bản thân chúng tôi cũng phải tự nhắc nhở hoài, nhiều khi cũng cũng chạy theo muốn tranh cãi quên đi, nhưng mà nhờ có sự tu tập rồi mình biết lại, rồi biết biết buông bỏ. Và đó, cái chuyện đó trước sau gì nó cũng chuyện nhỏ thôi, cái chuyện mà cái thế gian nó là như vậy thôi. À, dù bây giờ mình có làm cách mấy bây giờ, mình chỉ là một phần tử nhỏ bé. À, những cái người mà hiểu được cũng khó lắm, mà mình ngay cả chính mình cũng chưa phải là một người giác ngộ nữa, mình còn nhiều khi cái ý tưởng của mình nó cũng không rõ ràng, hoặc cách diễn tả của mình cũng không được rõ ràng. À, mình hiểu như vậy, cái ra cuối cùng là mình thấy cái cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, phải lo cái chuyện của mình trước. Chứ bây giờ mình nói ra rồi người ta đồng ý, người ta khen này nọ để làm cái gì, cũng để tăng cái tự ngã của mình đó, ha. Mình sướng phồng cái lỗ mũi lên là để làm gì. À, mình thấy ra cũng không ít lợi. Mình tự nhắc nữa là vô thường vô ngã khổ, và những cái gì xung quanh mình, những cái thân thể này là bất tịnh, bệnh hoạn đủ thứ, cái điều đó là mình phải biết. À, bây giờ thì mời các anh chị qua cần tiếp. Sao mình phải từ bỏ, tức là lúc đó rồi mình thấy mình cái tâm của mình nhìn tới cái tâm mình như thế nào, nó có những sự tham muốn, ham muốn này kia, có dục hay là không, có mặt hay là không có mặt, cái tâm sân của mình có hay không. À, tự mình biết đó. Tu là không cần phải tự dạy dỗ người khác, cái quan trọng của người tu là mình phải tự nhìn chính mình. Và khi mình quên cái điều đó, mình tu mình thấy hay quá, đạo Phật hay quá này kia, mình thích đi quảng cáo tuyên truyền, đi chỉ dạy người khác, thích muốn làm thầy người khác. Rồi, ra, nhiều khi trong ca dao mình có những câu hay lắm, ông bà mình hay nói là chưa đổ ông nghè ở đe hằng, gần đây chúng ta lại phải tự nhiên trong đầu lại nhớ cái chữ này, chưa đổ ông nghè ở đe hằng tổng. À, mình chưa thành cái gì hết, anh Lương Chí Thành có anh Thành có thể thấy được chỗ này không? Mình chưa được cái gì hết trơn á. À, mình nhưng mà mình chỉ nghe thôi, nghe giảng một hai
cái bài này nọ, cái tự nhiên mình tâm đắc cái, muốn làm người khác. Chị Nguyên Tuệ có thấy được chứ mà, cái tâm lý chung chứ không phải là mình nói ra để mình chê cười người khác đâu. Cái tâm lý thích thích làm thầy, làm thầy cũng như là học học y khoa thì không có học tại khó quá đi, đâu phải ai cũng ghi tên thì học ra bác sĩ được, nhưng mà thích chỉ thuốc, thích thích làm lan lan bông lan vườn gì đó, đọc hai cuốn sách rồi một hai cái bài báo hoặc là một hai cái bài thông tin nào đó trong du thuyết là bắt đầu đi dạy người khác bệnh cái gì đó để ăn cái này uống cái kia, phải uống cái dùng cái thứ cỏ này uống cái củ kia này kia đủ thứ chuyện, nhưng mà không có nghiên cứu gì hết đó. Chỉ nghe thông tin tuyên truyền thôi, cũng không biết nó thật sự là nó có hiệu quả hay không nha. Hoặc đôi khi nó chỉ có hiệu quả tác động tốt cho một số người nào khác, nhưng mà nó có những cái hiệu quả nguy hại gọi là tác động xấu thì mình lại không biết, hoặc là mình giấu giếm, giấu giếm mình thấy như vậy. Hoặc là mình đi dự một hai khóa thiền hoặc tới dự một vài buổi thiền ấy, về các bắt đầu đi giảng dạy các nói như là thiền sư. Mình thấy cái đó là cái mà mình thấy rõ ràng như vậy. Bây giờ trở ở đây khi mình có tâm sân mình biết hay không, tự biết thôi. Mình tu là mình phải tự biết mình để tự sửa thôi, chứ đừng có sửa người khác, mình sửa cho mình trước. Phải nhớ như vậy. Hoặc là mình có cái tâm muốn hại người khác, muốn hạ người khác xuống, nhiều khi hại đây nó không có nặng lắm, nhưng mà mình muốn hạ hạ người khác xuống để mình đưa cái ngã của mình lên, muốn chê người khác, thật sự ra mình tìm cách chê thôi chứ mình không 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 muốn tìm những cái điểm tốt của họ. Bởi vì khi mình chê mình tìm ra những cái điểm xấu của họ rồi mình nói là đó, nhưng mà để khách quan thật sự không vậy, mỉa mai này nọ, tức là để muốn cho dìm người khác xuống để đưa cái ngã của mình lên, đấy rất rất là vi tế chỗ đó. Hoặc là mình có những cái tâm ác nào khác hay không, tâm bất thiện là có hay không. Mình thấy như vậy, tự mình biết mình có hay là không có. Rồi nếu mà mình có thì mình phải tìm cách đoạn trừ như thế nào. Và nếu không có thì là cái trạng thái tốt, chẳng hạn như mình không không có tâm ham muốn tốt thì mình phải duy trì như thế nào, mình nuôi dưỡng như thế nào. Nếu mình không có cái tâm sân là tốt, nhưng mà đồng thời như vậy là mình phải nuôi dưỡng cái tâm từ. Mình không có cái tâm hại thì mình phải có cái tâm tâm bi trong đó. Mình thấy mình thương xót chúng chúng sinh. Mình phải có, hoặc là mình phải tập cái tâm xả, mình thấy ha, đừng để dính mắc nhiều. Nhiều khi mình thích như vậy, cũng giống giống như mình ăn ăn cơm vậy. Những cái thức ăn ngọt chịu không thích, thích ăn đồ cay đồ đắng, ăn ổ qua ha, khổ qua đắng đắng nó mới ngon, phải ăn ớt chảy nước mắt như vậy, ăn ăn mắm phải mùi thum thủm mới được. Những cái đó là mình phải có, bởi vì nó kích thích cái cảm giác của mình. Cũng như là mình sống ở trong đời cũng vậy, mình thích những cái chuyện gây lộn, chẳng hạn như đi ngoài đường thấy hai người gây lộn nha, thao gì sang mình tới mình xem rồi mình xì xồ bàn tán, nó thích thú. Cũng như mình đấu đi chơi coi đấu bóng, phải một bên thắng bên thua thì nó mới hay, chứ còn hai bên mà chơi đồng điệu với nhau quả ra không thắng không thua chuyện như thế nó buồn chán đó. Mình biết nó là khổ đó, nhưng mà thích, có kích thích tâm sân và tâm hại và tâm tham, ham muốn này kia, nó có sự kích thích ở trong đó. Mình mới 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 thấy nó vui, tức là mặc dầu mình nói mình thích bình an, thích sống cuộc đời trầm lặng không đụng chạm không hại ai hòa bình, nhưng mà mình nhìn lại cuộc sống của mình nhìn lại cái tâm tư của mình thấy thật sự là mình không có thích với cái chuyện đó, bởi vì những cái chuyện đó nó buồn chán. Bình an phẳng lặng quá, không có chiến tranh, không có biểu tình, không có chửi bới với nhau, nó không có vui. Mình để ý mình bây giờ mình mở tờ báo ra hay là lên mạng về cái trang thông tin nào đó, mà cái ngày đó mà không có những cái tin nào giật gân là mình không có đọc nữa. Những cái tin nào xây dựng ôn hòa là mình thấy chán. Đi cứu trợ này kia, giúp người này người kia, từ thiện này nọ, mình đọc thấy chán. Nhưng mà những cái chuyện ở đâu mà khui ra chuyện
chuyện xấu xa, những cái chuyện tin đồn này tin đồn kia rồi gây lộn với nhau hoặc là ấu đả với nhau, chiến tranh thả bom này nọ, biểu tình này nọ, cái mình thích đọc. Cái ngay bản thân chúng tôi cũng vậy thôi, nói vậy chứ không phải chỉ trích người khác đâu. Cái kinh nghiệm riêng của cá nhân của mình cũng vậy thôi. Chúng tôi đọc và chẳng hạn như vào mỗi ngày vào trong cái trang của những cái công ty truyền thông chính, nhà hàng ABC của Úc này hoặc là CNN của Mỹ rồi đó, là mình xem những cái tin giật gân trước, còn những cái tin mà bình thường này nó không có xem đâu. Chừng nào hết rồi mới xem những cái tin đó. Còn đầu tiên là xin những cái tin tức giật gân, biểu tình, ấu đả, thả bom, chiến tranh này nọ là xem chăm chú thầy. Rồi cái từ cái chuyện này sang chuyện kia cứ vậy. Mình biết nhưng mà không có tránh được. Hoặc là đi đi đi, đi chùa, gặp nhau với nhau sau khi mà trà nước với nhau, gặp bạn đạo này nọ, hỏi một hai câu chuyện rồi cái thôi. Mà thấy có những cái người nào mà xì xào nói về cái chuyện người này người kia, có vẻ những cái chuyện mà tiêu cực này nọ, cái tự nhiên lắng nghe thích lắm. Đó, cái đó là cái tâm lý chung mà mình biết để mình tránh, rõ ràng như vậy thôi. Bây giờ thì chúng tôi xin ra trở lại vấn đề, xin đọc cái phần thảo luận trước, rồi sau đó là sẽ đọc cái bài kinh khá dài. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần chính. Trong bản gốc Tây Tạng, các lời hướng dẫn trong đoạn kinh về 16 bước quán niệm hơi thở có nhiều lỗi sai khi được biên chép và truyền vào Tây Tạng. Không thể dịch đầy đủ và có ý nghĩa nếu chỉ dựa theo bản gốc. Do đó, tôi, tức là Bhikkhu Anala-yo, phải bỏ phần này và bổ sung vào đó bằng các hướng dẫn tương ứng trích từ bài kinh của Tăng Chi Bộ, bài kinh số 60 của chương 10 pháp của Tăng Chi Bộ. Thì đây là cái phần, trong cái phần thảo luận, cái phần 3. Thì ngài Analoyo nói rằng cái bài kinh mà bây giờ còn lưu lại ở trong Phật giáo Tây Tạng, trong cái kho tàng của Tây Tạng này. Thì mặc dù cũng là do một vị tăng sĩ người Sri Lanka truyền vào và dịch ra tiếng Tây Tạng, nhưng mà cái phần về nói về 16 bước á, thì ngài thấy có nhiều cái lỗi sai. Đó, thành thử ra ngài dịch ra thấy nó không có rõ ràng, không có đầy đủ ý nghĩa, thành thử ngài bổ sung vào đó bằng cái bản dịch của Pali, bản dịch từ cái kho tàng của Phật giáo Nam truyền. Ngoài cái bản dịch trên, trong phần phụ lục của cuốn sách này, tôi còn trình bày tóm tắt 16 bước quán niệm hơi thở được tìm thấy trong tạng luật của căn bản hữu bộ và hữu bộ. Tức là ngoài đó ra đó, thì chúng ta thấy trong cái tạng luật cũng có nhiều cái phiên bản khác nha, phiên bản của Phật giáo Nam truyền và phiên bản của Phật giáo Bắc truyền. Thì bây giờ ở đây thì ngài lấy cái phiên bản của Phật giáo Bắc truyền ngài dịch ra để mà giới thiệu cho độc giả Tây phương biết thêm một cái nguồn kinh điển khác cũng tương đối, cũng rất là gần nguyên thủy, tức là của căn bản hữu bộ và của hữu bộ. Để đánh giá tốt hơn về hiệu ứng hành thiền trong toàn bộ chuỗi các pháp thiền của bài kinh này, chúng ta cần tham khảo quy tắc về các âm tiết tăng dần của văn học Pali khẩu truyền. Đây là ngài nói những người mà mình quen tụng tiếng Pali thôi, ở đây mình đọc cho biết thôi. Ngài bản thân chúng tôi thấy cũng không có, cũng hiểu sơ sơ vậy thôi mà thấy nó cũng không có ích lợi gì lắm, nhưng mà chúng ta biết. Tức là lấy cái tên của những cái có 10 cái pháp quán tưởng đó, ngài 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 phân tích thì ngài thấy rõ ràng theo cái nguyên tắc mà để ghi nhớ, mà khi mà truyền tụng ngài thấy cái tên gọi nó tăng lần lên. Nguyên tắc cơ bản của quy tắc này là các thuật ngữ trong một danh sách có khuynh hướng được sắp xếp theo một cách sao cho các từ có ít âm tiết hơn được theo sau bởi các từ có số âm tiết bằng hoặc cao hơn. Đó là cái mình gọi là cái số chữ, hay là cái âm phát ra từng chữ từng chữ từng chữ, đi tăng dần từ từ cái tên gọi mà chỉ vào một vài cái âm tiết cho lên tới khoảng 11 cái âm tiết. Các mục từ trong danh sách gồm nhiều chi phần có khuynh hướng được sắp xếp thành các nhóm nhỏ dựa theo chủ đề hoặc kết nối chính thức giữa các thành viên của một nhóm nhỏ. Trong danh sách mục từ Pali có 10 pháp quán tưởng đề cập trong bài kinh, có thể nhận thấy ba nhóm nhỏ sau đây. Tức là hồi nãy chúng tôi có nói đó.
chia làm 3 nhóm. Đầu tiên là ngài chia làm 3. Đó là lấy 10, 10 cái đề tài đó thì ngài chia làm 3. Nhóm đầu là nó quán về vô thường, vô ngã, bất nghĩ và quy hại. Bốn nhóm, bốn cái quán niệm đầu tiên. Rồi cái quán tưởng thứ năm, từ bỏ, ly tham đoạn diệt, không ưa thích với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hạt. Nó là một nhóm. Rồi quán niệm về hơi thở tự nó đứng riêng ra thành một nhóm. Mà đầu tiên khi mình thấy như vậy, thấy mình dựa theo âm tiết, cái tên gọi mình thấy rõ ràng như vậy. Bởi vì nếu chúng ta nhìn trong này, để phần ghi chú chúng tôi có nói về tưởng vô thường đây, anicca sanya, tức là năm anicca sanya, năm cầm tiết. Tưởng vô ngã là anatta sanya, tưởng bất mỹ là asubha sanya, tưởng nguy hại tức là adinava sanya, tưởng từ bỏ là bahana sanya, tưởng ly tham là viraga sanya, tưởng đoạn diệt là nirodha sanya. Rồi bây giờ qua đến tưởng ưa thích không với toàn thế giới thì giờ sabbaloke ababirata sanya, tưởng vô thường trong tất cả các hành tức là sabbasankharesu anicca sanya, và cuối cùng trở về cái tưởng cái niệm hơi thở vào ra là anapanasati. Thế ra ngài chia làm ba nhóm, thì cái nhóm đầu nó cái âm tiết của tên gọi là 5 5 5 6, rồi tiếp đó là 5 5 5 11 11, và cuối cùng là 6. Cái cách ngài phân tích là như vậy. Bây giờ mình trở về cái câu đó. Nguyên tắc âm tiết tăng dần, sắp xếp bốn quán tưởng đầu tiên vào một nhóm. Sự phân chia như thế được thấy rõ hơn trong kinh Tạng Girima Dandakupali. Trong đó, sau mỗi pháp quán tưởng có kèm theo một câu kết luận tóm tắt điểm chính yếu của pháp hành đó. Câu tóm tắt như thế không tìm thấy trong phần còn lại của bài kinh hướng dẫn. Xem xét bốn nhóm quán tưởng đầu tiên cho thấy rằng phần này của tiến trình hành thiền tương ứng với cách đối trị bốn tưởng điên đảo. Trong bốn cái phần đầu tiên, tức là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán bất tịnh, thì tức là nói về cái bốn tưởng điên đảo. Và bốn tưởng điên đảo này có đề cập đến trong tăng chi bộ cũng như trong tăng nhất a hàm. Và bốn tưởng điên đảo đó là gì? Bốn tưởng điên đảo tức là mình tưởng không, cái chuyện không có thật. Cái cụm từ như vậy, nhưng mà cho là thật, tức là mình tưởng là thường trong những gì là ô thường, tưởng là lạc trong những gì là khổ, tưởng là ngã trong những gì là vô ngã, không có cái ngã trong đó mình cho cái ngã, tưởng là tịnh trong những gì là bất tịnh, cho cái thân của mình cho nó là tịnh đẹp này nọ, sức dầu thơm, đánh bóng, rồi nhuộm tóc, rồi là chải theo kiểu này kiểu kia, mặc cái quần áo này cho nó đẹp thật sự ra, nhìn cho kỹ không có cái gì đẹp, nó là tóc lông móng răng da rồi không có cái gì đó. Kết quả tương ứng giữa bốn pháp quán tưởng đầu tiên trong kinh Girimananda và bốn tưởng điên đảo ấy như sao? Quán tưởng về vô thường, tức là tưởng là thường trong những vị vô thường thì là mình phải quán tưởng nó về vô thường. Quán tưởng về vô ngã là tưởng là ngã trong những gì là vô ngã. Quán tưởng về bất mỹ là không có đẹp, không hấp dẫn. Mình tưởng là tịnh trong những gì là bất tịnh. Mình cho nó sạch sẽ. Thật sự nó không có gì sạch sẽ. Cái thân của mình nhìn kỹ, rồi nhìn vào trong đó ruột, gan này nọ, rồi gây ở trong ruột bệnh. Bây giờ nó đang chứa phân, chứa nước tiểu ở trong đó. Cái thân của mình. Mình khi mình cho ra ngoài rồi thì mình thấy gớm. Nhưng mà thật sự nó nằm ở trong thân của mình. Những phân này nó nằm ở trong ruột của mình. Hoặc là nước tiểu của mình nó nằm ở trong cái bàng quang. Nó hôi háo trong đó rồi. Rồi nhiều khi trong cái dạ dày, trong cái bao tử của mình nó đã có con trùng, con dung, con sán, con vi trùng nằm trong đó rồi, chứ không phải ở ngoài mình xịt thuốc tẩy trùng này nó nằm sẵn ở trong bụng rồi. Nên mình cho mình thấy, mình cho là có thân của mình nó hấp dẫn, thơm tho, sạch sẽ này nọ. Chẳng hạn như là mình sáng mới dậy, mới ngủ dậy mình coi, chưa đánh răng mình thấy cái miệng nó hôi. Nó đâu cái hôi đó đâu mà có? Cái mùi hôi thối đó nào ở đâu mà có? Nó nằm ở trong cái ruột của mình, hơi nó xịn, nó xông lên, hoặc là những cái thức ăn nó còn kẹt ở trong kẽ răng này nọ, nên nó đâu có sạch sẽ gì đâu. Mình thấy rõ, hoặc là lỗ mũi của mình trong đó nó có những cái chất nhờn này nọ, là bụi nó dính trong đó, hoặc là có vi trùng đó, cũng có thể nằm sẵn ở trong đó rồi. Cái thân mình đâu có cái gì là sạch sẽ đâu. Mình nhìn hấp dẫn hoa hậu rồi tài tử này kia,
hình ảnh ha, thấy rõ ràng. Trình tự của bốn pháp quán tưởng này như được hướng dẫn trong bài kinh Giramananda dẫn đến sự tập trung tăng dần vào cơ thể phù hợp những trải nghiệm bị bệnh. À, mình thấy ngài phân tích rất hay. Đầu tiên, cơ thể được xem như là kết hợp của năm thủ quẩn trong quán tưởng về vô thường. À, tức là mình nhìn quán tưởng vô thường, năm cái thủ quẩn này, năm cái quẩn để mình bám thủ vào trong đó. Thọ tưởng hành thức, mình thấy nó là thay đổi luôn luôn. Nó không có đứng yên một chỗ. Và quán tưởng về vô ngã chuyển sang sáu giác quan, trong đó năm giác quan đầu tiên liên quan đến cơ thể, à, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là năm cái giác quan đầu tiên, năm cái cửa đầu tiên, cuối cùng là cái cửa của ý, nói về cái tâm linh, cái tinh thần. Thì năm cái cửa đầu tiên là liên quan đến cái bệnh, à, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, à, già rồi bây giờ bắt mắt mờ, tai bắt đầu nghe lùng bùng, à, tiếng nói của mình bây giờ nó không được trong trẻo như ngày xưa nữa rồi. Đó, mình thấy nó rõ ràng như vậy, cái mũi, cái lưỡi của mình. À, sau đó quán tưởng về bất mỹ, trình bày chi tiết về các bộ phận của cơ thể. Như thế toàn bộ pháp thiền này chỉ liên quan đến thể xác. À, mình thấy rõ ràng như vậy. Ba cái phần đầu về thân ngũ quẩn, về sáu căn sáu trần, về cái thân thể mình có 32 phần tử, mình nhìn cho rõ. À, thường thường chúng ta hay chỉ nói năm phần đầu thôi, sắc, lông, móng, răng, da, là bởi vì nó nằm bên ngoài mình thấy rõ ràng như vậy. À, Thoại Văn có thấy chỗ này không? Dầu cho đẹp cho mấy, nhìn cho kỹ thì nó là một người, đó là người mẫu siêu sao gì đó, nhìn kỹ nó chỉ là năm phần thôi. Nhìn nó bên ngoài nó là có tóc này, có lông này, là móng, là móng tay, móng chân này, có răng này, có da, chỉ có vậy thôi chứ không có gì. Dầu một cái người đẹp hay là một người không hấp dẫn này nọ, mọi người bình thường mình thấy chỉ có nhiều đó thôi. Rồi cái hấp dẫn hay không là do cái tưởng của mình. À, cái tưởng của mình nó do cái sự nó thay đổi theo từng thời đại nữa, hoặc là từng quốc gia nữa. Có khi mình cho cái màu cái da trắng là đẹp, có khi mình cho cái da ngăm ngăm đen nó là đẹp, cái răng nó phải như thế này, cái mặt như thế kia, tức là do cái quy ước của xã hội thôi. À, rồi mình cứ bám chấp vào đó. Mình thấy như vậy. Với quán tưởng về nguy hại, sự tập trung về cơ thể đạt đến đỉnh điểm, liên quan trực tiếp đến trường hợp bị bệnh, cụ thể là các loại bệnh tật khác nhau tác động lên cơ thể và gây đau đớn cho thể xác. Lúc nào cũng có bệnh. Mình đừng có tưởng là mình ngon lành. Nhìn cho kỹ, nhiều khi họ đau đâu mà họ không có diễn tả ra thôi. Mày nói ở ngoài, cười, giỡn, chụp hình cho nó đẹp. Lúc nào nó cũng bệnh, cũng đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia. À, rồi cái cơ thể mình nó có mầm móng ở trong đó, những con vi trùng vi khuẩn nó nằm sẵn ở trong ruột, ở trong nước tiểu, ở trong mũi, ở trong họng của mình nó có sẵn hết rồi, nó phải bệnh bất cứ lúc nào. À, đừng có tưởng là mình khỏe mạnh hoài. À, mình thấy rõ ràng như vậy. Trong số các pháp quán tưởng còn lại trong bài kinh Girimananda có thể thấy được một số một bộ bốn khác của các pháp quán tưởng. Các pháp hành này bổ sung cho nhau, tập trung vào mục tiêu tối hậu là Niết Bàn. Đó là quán tưởng về ly tham là số 6, về đoạn diệt là số 7, về không ưa thích với toàn thế giới là 8. Mình thấy thế giới này không có cái gì mình nó thật sự là hấp dẫn. Chút là mình chán rồi. À, mình thấy nó bất toàn luôn luôn. À, khi mà chiến tranh hoặc là biểu tình chống đối nhau, không có chỗ này thì chỗ kia, có cái lúc nào mà yên lành đâu. Nó tương đối thôi. À, chúng tôi nhìn lại, à, mình thấy sống từ hồi nhỏ tới bây giờ gần 70 năm rồi, mình thấy rõ ràng như vậy. Không có lúc nào mà yên bình, cũng lúc nào cũng có chuyện. À, trong không phải trong ngay cả một trong cái xã hội cũng vậy, hoặc là ngay cái vùng mình ở, à, chúng ta đang ở đây mình nói tương đối là yên bình, chụp hình thấy buổi sáng rồi có sư tới khất thực này nọ rồi mình thấy. Rồi mình xếp bát, rồi chụp hình đưa lên trên mạng, ai cũng khen nó chỗ mình vô của mình là có may mắn, được gần sư, gần chư tăng, mà thật sự không có đúng như vậy đó. Hở ra là có thể mất cấp, có thể xảy ra. Nhà kế bên là bị họ vào lấy đồ, hoặc là đậu xe ngoài đường tối, tới nó đập cửa kính để mà nó xem ở trong xe có cái gì. Không có xảy ra thường xuyên, mà thỉnh thoảng cũng xảy ra. Chúng tôi cũng bị mất cấp.
không phải không, nhưng mấy cái chuyện đó chuyện nhỏ mình cũng không có muốn chụp hình hay là đưa lên chia sẻ trên mạng để làm gì, những chuyện tiêu cực đó. Nhưng mà có chứ không phải là không, đâu cũng có. Rồi vấn đề mà kỳ thị chủng tộc cũng có, màu da sắc mình, cái mặt mũi mình giống Tàu, giống người Á Châu, mình đi ở sống trong cái xứ Tây Phương, rồi nhiều khi cũng bị họ nói này nói kia, chứ không phải là không đâu. Không phải chỉ có người da đen thôi, cái chuyện đó đâu cũng có, kỳ thị đâu cũng có. Mình thấy cái chuyện đó là xảy ra thường xuyên. Chỉ có một cái là có chỗ nào xảy ra nhiều, hoặc là cái cường độ nó không giống nhau thôi. Hoặc là mình thấy trên thế giới có chỗ nào an bình đâu. Nước Úc này tương đối an bình rồi cũng có chuyện xảy ra. Hoặc là ở Việt Nam, hoặc ở Trung Quốc, ở bên Mỹ, bên Pháp này nọ, lâu lâu cũng có khủng bố. Khủng bố, bị bỏ bom này nọ. Không có tránh được. Nước Úc bây giờ cũng vậy, tự nhiên cũng có, không có cho bắn súng, nhưng mà cũng có, không hiểu cách nào cũng là lậu hay đâu đó, là cũng giấu nhau bán, mới cảnh sát mới bắt được một nhóm người nào đem súng ống đầu ở nước ngoài vào bán. Còn nước Mỹ thì là súng tự do, mua tự do, thấy mà ghê. Ở đây thì cũng xảy ra, thỉnh thoảng cũng xảy ra bắn lộn, mà không biết súng lấy ra ở đâu, súng đạn ở đâu mà có. Anh thấy không có, cái thế giới này nó là như vậy. Bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp. Trong số các pháp quán tưởng còn lại, đó là pháp quán tưởng về ly tham đoạn diệt, không ưa thích toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hành. Theo cách này, bộ bốn quán tưởng đầu tiên từ số 1 đến số 4 giải phóng tâm trí khỏi bốn tưởng liên đạo. Và bộ bốn quán tưởng thứ hai từ 6 đến 9 là đưa tâm trí hướng đến sự hoàn toàn giải thoát. Hay là mình nó đi từ từ, là cái bài kinh hay, bài kinh này hay là chỗ đó. Mình tập thử thôi, không phải phải tập thử hết, nhưng mà mình thử để cho biết mình như làm cái vị mình nếm nó như thế nào cho biết. Mỗi bộ bốn này được theo sau bởi một pháp quán tưởng duy nhất 5 và 10. Pháp quán tưởng đơn lẻ lại có liên quan đến một mô hình cơ bản gồm có bốn phần tử. Quán tưởng về sự từ bỏ bắt đầu bằng việc loại bỏ các tư duy ái dục, kết quả tự nhiên của năng lực hành thiền về quán tưởng về bất nhị và về quy hại. Khi mình thấy cái về cái đối tượng mình nó không có cái gì mà hấp dẫn, mà nó có những cái mầm mống bệnh hoạn ở trong đó này, tự nhiên mình không có ham muốn nhiều nữa. Mình thấy thấy rõ ràng như vậy, chứ không phải là mình muốn việc ham muốn, mình phải thấy rõ cái bản chất của nó. Phải phải bản chất của nó. Bản chất là không có gì hấp dẫn, mà bản chất của nó là nó có những cái mầm mống bệnh hoạn rồi, cái mình thấy nó có gì đâu. Tiếp theo là quán tưởng về các ý tưởng sân hận và việc từ bỏ làm hại và từ bỏ các phẩm hạnh xấu xa và bất thiện nào khác. Mình thấy cái chuyện mà mình nổi sân đó, nó không có tốt, không có ích lợi gì hết. Nhưng mà tại sao sân? Sân là do chấp ngã, như mình muốn như thế này, muốn như thế kia, hoặc người ta đụng chạm cái tự ái, cái tự ngã của mình. Rồi mình thấy như vậy rồi mình bỏ. Cuối cùng dẫn dắt tự nhiên và bốn quán tưởng tiếp theo từ 6 đến 9 để điều hướng tâm trí đến Niết Bàn. Như thế, việc loại bỏ các tư duy ái dục, sân hận, ý tưởng làm hại và bất kỳ các phẩm hạnh xấu xa nào khác được đưa ra với tiêu đề một pháp quán tưởng duy nhất về từ bỏ, rõ ràng liên quan đến một mô hình của bốn phần tử. Tức là mình làm sao mình bỏ, từ bỏ những cái tâm sân, tâm tham, tâm ái dục, và cái tâm hại, làm hại người khác, và những cái tâm ác. Chương trình hành thiền đạt đến đỉnh điểm trong 16 bước quán niệm hơi thở, và giờ trở về cái 16 bước quán niệm hơi thở. Mà thật ra quy tắc về các âm tiết khác với các quán tưởng trước đó. Nhiều bài kinh của Phật giáo sơ kỳ liên kết 16 bước quán niệm hơi thở với bốn pháp lập niệm thân thọ tâm pháp Satipatthana, làm nền tảng cho bộ bốn tạo nên 16 bước quán niệm hơi thở. 16, mình có 16 bước để chúng ta ôn lại, ôn tới ôn lui cho nhớ. 16 bước này thì chia làm bốn, bốn bước đầu, bốn bước tiếp, bốn bước tiếp nữa, bốn bước cuối cùng. Và bốn cái bộ này đó thì liên hệ đến thân, thọ, tâm, pháp. Cái chỗ này qua trăm ba nhớ này. Đó là 16 bước quán niệm hơi thở.
Thì bốn bước đầu tiên là liên quan đến thân. Rồi bước thứ năm cho tới thứ tám, bốn bước tiếp là liên quan đến thọ, những cái cảm thọ của mình. Rồi từ bước thứ chín cho tới 12 là liên quan đến tâm. Và cuối cùng là pháp, từ bước 13 cho tới 16. Thân, thọ, tâm, pháp, mỗi bước như vậy, mỗi nhóm như vậy có bốn bước. Mô hình kết quả của các bộ bốn của toàn bộ chương trình hành thiền được tiến hành như sau: vô thường, vô ngã, bất mỹ và nguy hại. À, đầu tiên là mình đi cái bốn cái bộ đó trước, mình nhìn ở trước vô thường, vô ngã, bất mỹ và nguy hại. Rồi tiếp nữa là từ bỏ ái dục, sân hận, gây hại và xấu ác. Bốn cái đó là nằm thật sự trong cái bài kinh đó, là nằm trong một pháp quán tử thứ năm thôi, nhưng mà mình phân tích ra thành bốn. Mình biết là tâm tham, tâm sân, tâm hại và tâm xấu, mình thấy rõ. Rồi tiếp theo, bởi vì mình thấy được như vậy rồi thì mình ly tham, đoạn diệt, không ưa thích với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hạt. Những cái gì cấu tạo được, có điều kiện, nó đều thay đổi luôn luôn, nó vô thường. Rồi cuối cùng, để quay trở lại tóm lại, thay vì mình quán lung tung vậy, nhiều khi mình thấy miên man thì mình trở về cái thực tế hơn, cái dễ thực hành hơn, đó là nắm cái hơi thở. Hơi thở ở đề mục. Trong cái pháp thì quán hơi thở có 16 bước. Quán niệm hơi thở, bộ 4 thứ nhất, bộ 4 thứ hai, thứ ba, thứ tư, có 4 nhóm như vậy. Mỗi nhóm là 4 bước. Thân, thọ, tâm, pháp nằm đầy đủ trong 16 pháp quán niệm hơi thở. Rồi cuối cùng như vậy, bắt đầu là quán hơi thở, cuối cùng trở về quán hơi thở. Bởi vì hơi thở lúc nào nó cũng có bên mình. Mình không cần một cái đề mục nào khác, đi đâu cũng có hơi thở. Khi mình không còn hơi thở là mình chết rồi, còn sống là còn thở. Ra mình nắm lấy cái hơi thở để làm cái đề mục. Quay trở về cái thân, cái tâm này bằng cách mình theo dõi hơi thở, quan trọng cái đó. Trong loạt các hướng dẫn cho Ngài Girima Nanda đang bị bệnh, quán niệm hơi thở tạo thành điểm cao nhất tất một loạt các pháp hành thiền. Hơi thở để duy trì sự sống có mối quan hệ tự nhiên và chặt chẽ với bệnh tật và cả cái chết. Thật thế, pháp quán tưởng về cái chết sẽ trình bày trong chương 24 sử dụng hơi thở làm đối tượng. Thành ra bây giờ mình còn sống thì mình cũng dùng hơi thở. Mình đang làm việc, đang ngồi nghe giảng hoặc đang ngồi chít chết trên màn hình qua cái điện thoại thì cũng lại nên trở về cái hơi thở của mình. Dù là quán niệm hơi thở hay quán tưởng về cái chết với tệ giác quê thường, vô thường, đều được tu tập bởi sự hỗ trợ của chánh niệm là vai trò trung tâm của pháp hành. Rồi giờ mình làm thế nào đi nữa, lúc nào mình phải giữ niệm, phải có cái ý thức giữ niệm. Cái niệm nó giúp cho mình thấy rõ vấn đề, thấy thì sự thật như nó đang là, đúng cái sự thật của nó. Và đồng thời chúng ta học được một câu rất hay của Ngài Dhammika trong một cái bài pháp chúng tôi nghe tối hôm qua, giúp cho mình nó có cái phản ứng lại với mọi cái sự vật ở trên đời. Hẳn như bây giờ mình nghe ai nói cái gì, hoặc là người ta chửi mình, hoặc là người ta khen mình cái gì đó, đừng có phản ứng liền. Mình phải có niệm ghi nhận cái đã, phải dừng lại vài ba giây để hiểu cái vấn đề nó như thế nào. Đừng có phản ứng liền, đừng có vội cho nó kết luận nó như thế nào. Đừng có cho rằng người đó nói cái câu đó là họ khen mình, hay là họ phán cái câu đó ra là họ ghét mình, hoặc họ chết ở trên màn hình đưa ra một cái hình cười hay cái gì đó là họ có ý này ý kia. Đó là cái suy tưởng của mình thôi. Nhiều khi cái suy tưởng đó là sai. Mình đừng có phản ứng liền. Mình nhìn, nghe, theo thì khoảng vài ba giây rồi cái mình phản ứng. Rồi khi phản ứng là cũng có phải có cái chánh niệm trong đó. Phản ứng với cái tâm gì? Mình phản ứng với tâm từ, tâm xây dựng, tâm tích cực, hay là phản ứng bằng cách là mình giận, mình sân lên, hoặc là cái phản ứng mình cái thỏa mãn cái tự ngã của mình. Đó đúng ý mình, họ khen mình, mình sướng, mình trả lời, mình khen, mình cảm ơn này kia, mình thấy sướng ở trong lòng. Hoặc là họ chửi mình, họ chê mình, cái tự nhiên mình phản ứng trở lại, họ không đồng ý với mình một cách khác nữa, khoan bội vào. Đã có cái niệm ở chỗ đó nó quan trọng, là mình ghi nhận từ từ phản ứng. Ở ngoài đời nhiều khi khó, chẳng hạn gặp mặt với nhau thì họ phán một câu là mình tầm thinh không có được, phải trả lời liền. Nhưng mà khó lắm. Anh thử không biết các anh chị có theo dõi gần đây không? Chúng tôi thấy rất là ấn tượng về ông Thủ tướng Canada.
trong một cái bản tin cũng khoảng tuần hai tuần trước gì đó, khi mà phóng viên họ hỏi ông về ông nghĩ như thế nào về lời tuyên bố của Tổng thống Trump ở ở Mỹ, ông làm thinh, ông suy nghĩ khoảng hình như là 10 giây 20 giây rồi mới trả lời. Không biết chị Nguyên Tuệ có theo được cái khúc đó không? Chị Anh Dũng có thấy được cái khúc đó. Chúng tôi rất là ấn tượng chứ không trả lời liền. Ông làm thinh như vậy ra báo chí họ thấy rất lạ, họ thấy hay, họ họ, họ thâu cái đoạn video đó là họ quảng bá trên mạng. Mình thấy ngay cái này ông đâu có phải là người Phật tử hay cái gì đâu, chỉ là một chính trị gia thôi, nhưng mà ông không trả lời liền. Ông làm thinh, chắc là ông suy nghĩ làm sao ông lựa cái lời nói làm sao cho nó nhẹ nhàng, mặc dù ông không đồng ý với lại ông Tổng thống Trump, nhưng mà phải nói làm sao nhẹ nhàng. Nhất là hai cái nước Canada với Mỹ là hai nước láng giềng có cái liên hệ tốt với nhau nữa, ra phải trả lời cho khéo. Mình thấy không? Cái điều đó mình thấy mình phải học được đó. Mình không cần phải trả lời liền, mà nhất là ở trong chẳng hạn như trong những cái mạng xã hội, chúng tôi có nhiều bạn trên Facebook cũng vậy. Nhiều khi mình đưa ra cái gì đó hoặc là cái người ta trả lời, người ta phê bình liền, mình không cần phải trả lời liền. Mình cứ để đó, có thể một ngày sau trả lời cũng được, đâu có ai cấm cản mình đâu, đâu cần phải trả lời liền đâu. Hoặc là chat chẳng hạn như trong trong thao thoát này cũng vậy, mình nhìn cái dòng chat rồi thôi, không cần phải trả lời liền. Mình thấy dừng lại vài ba giây đồng hồ, hoặc là khi để đó một ngày sau cũng trả lời cũng được. Tự nhiên mỗi cái tâm tư của mình nó lắng động xuống rồi đó, khi đó mình trả lời mình thấy nó có ích lợi hơn, và nó đúng hơn, và nó có cái ý tưởng xây dựng hơn. Đây. Bây giờ chúng tôi trở trở về cái vấn đề này. Trong loạt các hướng dẫn cho Ngài Girimananda đang bị bệnh, quán niệm hơi thở tạo thành điểm cao nhất, hoàn tất một loạt các pháp thiền hơi thở để duy trì sự sống, có mối quan hệ tự nhiên và chặt chẽ với bệnh tật và cái chết. Là mình thấy rõ như vậy. Nhất là bây giờ chúng tôi đi thăm người bệnh, thấy rõ. Khi mình thương, mình cũng rồi mình nhìn cái đó như là một cái gương cho mình. Một ngày nào đó mình cũng bệnh, cũng đau đớn lăn lộn ở trên giường như vậy, thì lúc đó mình phải đối phó như thế nào? Bây giờ cái vị đó có khuyên, chúng tôi cũng khuyên đó, nhưng mà không phải là mình nói này nói xấu hay là nói khinh thường, nhưng mà cái vị đó khi còn sống nó không có biết hành thiền, không có đọc, không có đi nghe pháp, cái tâm tư chỉ tốt là biết làm chuyện bố thí, cúng dường bố thí rồi thôi. Đi chùa là chỉ bố thí cúng dường rồi cầu xin này nọ, hoặc là có những lúc mà thấy người ta khổ này đó, cái vị ấy xúc động rồi cho tiền hoặc là cho của như vậy thôi, chứ còn không có ý tưởng gì khác hết. Mình thấy bây giờ bệnh mình thấy lăn lộn rồi sợ chết, rồi kêu than đủ thứ, là không có rồi mình thấy rõ như vậy. Khi mình nhìn đó cũng như là cái gương để rồi đó, khi mà mình bệnh mình đừng có làm như vậy. Mà muốn được như vậy là mình phải tập ngay từ bây giờ. Bài tập bây giờ là mình phải biết cái thân này như thế nào, theo dõi hơi thở. Vậy lúc đó mình chỉ còn theo dõi hơi thở thôi. Bây giờ có thuốc gì cái nỗi nó cũng phải mất một thời gian nó mới thấm mới hết. Mà đôi khi mà nói mình già bệnh rồi, cái cơ thể rồi không có cái thuốc nào trị được hết. Chỉ có cái thuốc giảm đau thì thôi, chứ không có thuốc nào mà trị mà làm cho nó trẻ lại, hay là cái trái tim nó khỏe lại, hay là cái dạ dày hay cái bộ tiêu hóa mà nó trở nên bình thường được. Mình nói có thể bị cảm, bị cúm này nọ thì có thể nó trở thành bình thường, chứ bây giờ những cái bệnh mà về những cái bộ phận cơ thể mà khi đã nó già, nó suy tàn rồi thì không có làm gì được bình thường. Những cái thuốc đó là chỉ là nhất thời thôi, tạm thời như vậy thôi. Mình phải hiểu, mình phải biết, mình theo dõi hơi thở, buông thả, mình chấp nhận nó đau, nó là đau. Nhưng bây giờ làm sao được để cái tâm nó đau theo. Cái điều đó khó, nhưng mà nó thực tế. Thực tế là bệnh tật. Và cái hơi thở đó, nó quan trọng, là quan trọng ở chỗ đó. Là ngay cả khi mình cần chết cũng phải cũng theo dõi cái hơi thở, rồi mình phải có cái tâm, có cái lòng tính thần nơi Tam Bảo, nghĩ tới Tam Bảo, nhất là nghĩ tới Đức Phật, rồi nghĩ tới những cái hành động tốt của mình, những hành động thiện lành, bố thí, mình nọ mình làm khi mình còn
khỏe, mình đóng góp, mình làm gì đó, mình hoan hỷ những cái hành động thiện lành đó, rồi nếu mình chết thì mình đi, mình ra đi với cái tâm hoan hỷ buông xả, cái điều đó quan trọng lắm. Bởi vì không thể nào mình tránh được, trước sau cũng chết thôi. Rồi nó phải phải tập chết cái từ bây giờ, phải tập buông xả cái từ bây giờ. Khi mình thấy được nó như vậy rồi mình thấy nó nhẹ. Thật thế, pháp quán tưởng về cái chết sẽ được trình bày trong chương 24, tức là chương chót của trong cuốn sách này. Sử dụng hơi thở làm đối tượng. Dù là quán niệm hơi thở hay quán tưởng về cái chết với tuệ giác về vô thường đều được hỗ trợ tu tập với sự hỗ trợ của chánh niệm là vai trò trung tâm của pháp hành. Cái mình phải thấy vấn đề, ghi nhận, thấy rõ, khách quan, sự thật nó như là như này. Một thông điệp khác được ghi nhận trong chương này là sự cần thiết phải xây dựng một nguồn lực của bản thân thông qua công phu hành thiền, đặc biệt bằng cách trau dồi quán niệm và sự hiểu biết về tính vô thường. Trong phần kết luận của cuốn sách, tôi sẽ trở lại, tôi tức là Bhikkhu Anālayo, sẽ trở lại với bài kinh Girimānanda và mô tả chi tiết phương cách áp dụng 10 pháp quán tưởng này. Tuy nhiên trước đó, phần thứ hai trong hai chủ đề chính của cuốn sách, bệnh tật và cái chết cần phải được khai triển. Đó là làm thế nào để đối diện với cái chết của bản thân và của những người khác. Thì đó là cái phần kết luận mà Ngài muốn nói là coi như cái phần này xong rồi á. Thì trong tương lai cái phần cuối cùng của cuốn sách thì Ngài sẽ trở lại với bài kinh Girimānanda, tức với những cái hướng dẫn thực tế hơn, làm sao ta áp dụng 10 pháp quán tưởng. Ở đây là chỉ nói về cái nguyên tắc tổng quát thôi. Mà trước khi đó thì bây giờ phải nói về cái chết. Rồi qua chương tuần sau, chương 13 thì bắt đầu chúng tôi trình bày về cái chết. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, nó không có cái gì gọi là bi quan, lo sợ. Mình phải thấy rõ vấn đề. Sự thật đó là như vậy. Phải biết là. Thì bây giờ thì chúng tôi cũng xin... tạm dừng ở đây. Bữa nay thì còn sớm được 5 phút nhưng mà thấy cũng không còn cái gì để trình bày hết. Còn cái bài kinh Girimānanda tương đối khá dài, các anh chị có thể đọc, có ghi ở trong trong cái trang web đó. Thể vào rồi đọc hoặc là copy rồi đem xuống mạng ha, đem xuống in ra đọc từ từ. Và là cũng có ghi sẵn ở trong cái tập sách 10 pháp quán tưởng. Thì bây giờ chúng tôi xin chấm dứt ở đây và xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọt hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi sành kính xin tri ân quý sư Tôn Đức Tăng Ni đã quan năm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cùng các anh chị khác đã lắng tâm theo dõi trong suốt 90 phút vừa qua. Trong tiến trình chia sẻ, thảo luận, nếu mà chúng tôi có những gì sai sót thì cũng mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin phép đọc về kinh Ratana Sutta. Yani thaputa ni samagata ni bhumma ni vaja ni vanta likhe sape vaputa sumana bhavanto atho visakathe sunantu pasitam
Tahi puta ni sameta sape metang karo thama nusija baca Yadi wajara to caharan tiye paling Pasmahine rakata pamata Yang kinci metang itawa hudang wasake suwayang ratanang banitang Nano samang ati tathagate nairam vibhute ratanang banitang Ete na sache na suvati ho tukhayang viragang amatang banitang Yada chaga sakya muni samahito na te na thamme na samati kinchi dam vithamme Ratanang banitang ete na sache na suvati ho tuyam bhuta setho Bariwana yisa chin samati manan tarikai nyamahu samati na te Nasammo na vichyati idam vithamme ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu ye pukkala atasatang basatha Chatari etani yugani antite dhakine yasugata sasavaka Ete sudinnani mahapala nairam visankhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu ye sopajota Manasadanthe nanika mino gota masasanamite Bhati bhata amatang vigay halatha muthani puting Unchamana idam visankhe ratanang manitang Ete na satye na suvati hotu yathing dakhilo Bata vingsito siya chato pivate piyasambakam viyo Tatho bamang sa purisang vadami yo Hariya sa chani Niyawe chapa sati dam visankhe Ratanang banitang ete na satye na suvati hot Tuye ariya sa chani vipava yanti dam pida bainye Na sude sita nikin chapite ngontu pusa pamata Nate pavanga tamamadiyan dhiram visankhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu saha vasadat Sana sambada yataya sudhamma chahita pavanti saka yaditi vichiki chitang Chasila patang vapi yadati kinchi chatur Chato habaye chavipamuto chachapithana Vyapapokatum idam visankhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu kinchapi sokammang Karoti bapakankaye na vacha yudache tasavapaposota sampati Chadapapatadisabadasavota idam visankhe ratanang panitang Ete na satye na suvati ho Vanabhagambe yathapositake himhalamase Bathamasmingimhe tathopamang thammavarang adesainipanagaming paramang Itajairam vibhute ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu varo paranyu varado varahado Anuttaro thamma varang adesairam vibhute ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu hinang puranang Navang nati sampavang varata chitta yatike bhavasming dehi na bicha Avirun chanda nipanti thira yathayam badipo idam visankhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu yanita putani samagata Nipummani vaya nivantalikhe Tathagatang deva manu sabuchitang bhothang namasama suvati ho Tujani thakuta nisamagata nipumma nivaja Nivantalikhe tathagatang deva manu sabuchitang
Nipumani vajani vantalikhe tathagatam dehumano sapuchitam sankham namasa masuvati hotu.